Lẹ lên. Dạ, ở trong đó đó ông. Lẹ lên. Ở chỗ này phải không? Dạ. Mày quá lắm rồi. Đồ sinh sinh. Mày, mày là đồ hư thân mất nết. Mày đã làm bại hoại thanh danh cả gia tộc này. Trời ơi, ông trời ơi, tại sao ông không giết chết đôi cậu nam nữ này đi? Mày thân phận là một tiểu thư mà lại đi ăn nằm tư tình với một thằng đầy tớ này là cha. Sao hả? Cha bình tĩnh lại đi. Con không hiểu gì hết. Con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cha nói cho con biết đi. Có chuyện gì vậy hả cha? Cái gì mà tư tình với thằng đầy tớ chứ? Con không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Nhưng mà Tại sao con lại ở đây? Mày còn hỏi nữa hả? Ông ơi, ông, con xin ông. Con xin ông, xin ông tha lỗi cho tụi con mà ông. Người nói cái gì vậy hả tên kia? Cha ơi, không phải mọi chuyện như cha nghĩ đâu. Con thật sự không hiểu tại sao con lại ở đây mà. Con già hàm nữa hả? Bắt quả tang rành rành vậy mà còn chối nữa hay sao? Hả? Quan cho con lắm mà. Xin cha hãy soi xét. Con không biết chuyện gì hết. Đáng lẽ giờ này là con phải đang ở trong phòng của con chứ. Hữu, người đã làm gì ta? Khai ra mau. Ông ơi, xin ông đừng bắt tội tiểu thơ mà. Tất cả mọi chuyện là do con làm hết. Là do con rù quến, dụ dỗ tiểu thơ. Xin ông hãy phạt con đi ông. Bao lâu rồi? Hả? Dạ. Tụi con đã có tình yêu hơn nửa năm nay rồi. Nhưng con xin thề với ông, đây là lần đầu tiên tụi con dùng trộm. Người dám? Đồ khốn kiếp. Dạ. Mày còn ở trong nhà này ngày nào? Là thánh danh gia tộc này bị quen ố ngày đó. Hai đứa mày hãy dẫn nhau đi khuất mắt ta. Đi đi. Ông ơi, tôi xin ông mà. Có chuyện gì thì từ từ mình nói, rồi mình dạy con. Sao ông nỡ lòng nào? Ông đuổi con mình đi vậy ông? Chị Hai ơi, chị Hai đừng ở đây mà. Em không muốn chị Hai đi đâu. Cha đừng đuổi chị Hai đi cha. Còn lại không? Tiểu thơ của con nào giờ rất đơn chính, xin ông xem xét lại. Đừng có nhiều lời. Ta chỉ tin những điều gì chính mắt ta thấy, chính tay ta nghe thôi. Thằng Hữu, dù gì đi nữa thì ngươi cũng đã ăn nằm với nó rồi. Hai đứa hãy dẫn nhau đi, đi cho khuất mắt ta. Cứ coi như gia đình họ Vũ này không có đứa con gái hư đốn này. Đi. Đây, lộ phí và giấy tờ con của ta. Cầm lấy và đi đi. Con xin ông hả ông? Ông ơi. Đi. Ông ơi. Con. Đi. Con. Ông ơi. Ông ơi, tôi lại ông mà ông. Ông tha cho con mình đi ông ơi. Tôi lại ông. Đi 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 đi. Tại sao lại ra nông nỗi này nè con ơi? Dạ thưa ông, con đi. Đi tiểu thơ. Tiểu thơ. Đi. Chuyện đã đến nước này, con lại không? Chắc con theo hầu hạ tiểu thơ. Ngươi cũng đi khuất mắt cho ta. Đi. Tiểu thơ ơi, chờ em với. Tiểu thơ, tôi xin tiểu thơ mà. Tiểu thơ, tiểu thơ ơi. Tiểu thơ, tôi có lỗi. Một chút xíu tiểu thơ, cứ đánh đập hay chửi mắng tôi đi,
Nhưng xin tiểu thơ dừng chân lại uống nước đi mà. Đúng rồi, tiểu thơ. Tiểu thơ, tiểu thơ. Tiểu thơ, tiểu thơ có sao không? Tiểu thơ có sao không tiểu thơ? Tránh ra, tình hiền hạ phản bội. Ta từ xưa đến nay có bao giờ đối xử không phải với ngươi và kẻ ăn người ở trong nhà? Sao ngươi lại nỡ vu oan giá họa cho ta chứ? Chắc chắn là ngươi rất tâm hãm hại tiểu thơ. Ngươi còn đi theo chi nữa, đi về đi. Không có. Tội cho tôi lắm tiểu thơ ơi. Tôi cũng là con người mà, chứ không phải lòng lan giả thú gì đâu. Với lại tôi mang ơn tiểu thơ còn không hết nữa. Mang ơn để trở mặt thành vô ơn hả? Còn dám xúc phạm tiểu thơ nữa, đi chết đi tên khốn. Không có, tôi không có mà tiểu thơ. Đồ tà dâm, còn chối hả? Tôi xin thề, tôi mà có xúc phạm tiểu thơ thì cho trời đánh tôi đi. Chẳng qua là... Người dám thề độc hả? Tôi xin thề, nếu như mà đêm đó tôi có chạm vào người tiểu thơ. Sao người lại không nói điều đó trước mặt mọi người? Tại vì... Tại vì ông... mà không, là do tôi sợ. Ngươi mà sợ cái gì? Chuyện tài đình như vậy mà ngươi còn im lặng, như vậy là kẻ đồng lõa. Rõ ràng là ngươi hãm hại tiểu thơ mà. Ngươi hại chết tiểu thơ rồi. Tôi đâu có muốn vậy đâu tiểu thơ. Hừ. Ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt ta và trả lời. Đây rõ ràng là một âm mưu nhằm hãm hại ta, khiến cho cha ta tức giận và đuổi ta đi. Chuyện này là do ai bày mưu tính kế? Ai đã mang ta ra quẳng vào cái chòi đó? Và ai, ai đã báo cho cha ta đến bắt? Ai? Ngươi ngậm bao nhiêu ngân lượng trong cái vụ này hả? Cô nói bậy bạ, tôi làm gì có chứ. Một mình ngươi thì không có đủ gan làm chuyện này. Rõ ràng là có bàn tay của một ai đó. Ừ. Nổi màu, ai sai ngươi làm? Tôi... Tiểu thơ ơi, thực sự là tôi không nói được mà. Thành danh của ta đã bị người làm cho nhơ nhuốc chỉ trong một đêm. Ta đâu còn thiết sống trên đời này làm chi nữa. Ta sẽ cắn lưỡi chết trước mặt ngươi cho ngươi vừa lòng hả dạ? Tiểu thơ, tiểu thơ, tôi hại tiểu thơ, tôi hại tiểu thơ mà tiểu thơ. Tiểu thơ, tôi nói là do ông ép tôi đó. Ông nào? Tôi. Nói mà, ông là ông nào? Ông nào sai ngươi làm chuyện này? Dạ, dạ, chính là lão già đó tiểu thơ. Hả? Là cha ta? Ngươi còn tin chạy tội lắp liếm bằng cách gian xảo với ta sao? Không có. Ngươi điên rồi sao? Làm gì có chuyện người cha nào mà lại vu khống cho con gái mình chứ? Tôi thiệt tình là không có ăn bậy nói bạ mà tiểu thơ. Tất cả chuyện này là do lão già sắp đặt hết. Tôi là kẻ ăn người ở, ông kêu sao thì tôi làm vậy. Lúc ban đầu tôi thấy thiệt thòi cho tiểu thơ quá nên tôi không chịu. Ông năn nỉ và nói giúp ông chuyện này là chuyện lớn. Tôi thì ngu dốt, đâu có biết gì đâu mà dựng chuyện vu oan cho tiểu thơ chứ. Cha ta sai người mang ta ra bỏ chòi sao? Dạ, là do ông bỏ thuốc mê vào chén nước của tiểu thơ. Đợi lúc tiểu thơ mê mệt rồi kêu tôi bế cô ra chòi để nằm. Cha ta muốn mọi người thấy ta và ngươi hẹn hò làm chuyện đồi bại sao? Dạ đúng vậy tiểu thơ. Rồi ông còn dặn tôi, hễ ông xô cửa vô thì giả đò quát tháo và nói y chang như vậy. Tôi phải khó khăn lắm mới học được hết mấy câu đó đó tiểu thơ. Đồ lao, ngươi ngậm máu phun người, đời nào cha ta lại làm như vậy với con gái yêu quý của mình chứ? Tại sao lại làm nhục con gái yêu của mình trước mặt kẻ ăn người ở trong nhà? Ngươi có biết ngươi đang nói gì không hả? Đê tiện, đồ đê tiện. Ngươi đang nói láo. Tiểu thơ, cha ta không bao giờ làm như vậy với ta hết. Không. Được bao rồi giờ. Nếu như tiểu thơ không tin, tiểu thơ cứ về hỏi ông đi tiểu thơ. Sao cha ta lại làm như vậy? Tại sao phải mượn ngươi làm nhục ta và buộc ta phải đi khỏi nhà trong đêm chứ? Tại sao vậy? Kỳ quá tiểu thơ ơi, em nghĩ không ra. Tôi cũng thấy ông có chuyện gì đó không ổn. Mấy ngày nay thái độ của ông lạ lắm. Vậy ngươi có quan sát được gì không? Dạ, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà kể từ hôm có một vị khách lạ từ kinh thành về thăm, nói là cố nhân của ông, thì lúc đó tôi thấy ông bắt đầu lo ra và có vẻ bất an lắm.
ông hay cáo gắt và tinh thần rất là bất ổn nữa. Tiểu thơ, có khi tôi còn thấy ông đứng trước bàn thờ cả đêm nữa, nhìn rất là lạ. Đúng rồi đó tiểu thơ ơi, em thấy lão gia hay nhốn mình trong phòng, không còn ra ngắm cảnh hay là tới hoa như thường ngày nữa. Mỗi lần nhắc tới tiểu thơ là ông xúc động dễ khóc à. Không xong rồi, chúng ta phải quay về ngay. Linh tính cho ta biết, ở nhà có chuyện chẳng lành. Tiểu thơ, có chuyện gì vậy? Tiểu thơ làm em lo sợ quá. À, tôi thấy tiểu thơ nói đúng đó, hay mình về liền đi tiểu thơ. Trời ơi, mẹ ơi, mong cho mọi việc đừng như ta nghĩ. Đi. Bánh đồ tiền cái gì ra cái này. Ý để thua rồi. Nhớ lại đi. Bánh đồ tiền ra cái gì ra cái này. À, quản gia rồi. Thôi giờ mình chơi lại đi. Dạ, lão già thôi. Hãy đem tô canh này xuống cho các gia nhân ăn đi. Nhanh lên. Dạ thưa ông, đây là tô canh bát bửu rất là đẹp, con đã nấu theo ý của ông đó. Ta biết, nhưng hôm nay ta muốn ban phát cho gia nhân. Người đem xuống chia đều cho mọi người, để ai cũng được phần nghe chưa? Dạ. Các con đưa chén này cho cha. Dạ. Dạ. Đa tạ cha. Bà đưa chén đây. Quánh đồ tiền ra cái gì ra cái này. À, để ra bao. À, thắng huynh rồi. Thôi giờ mình chơi quánh đồ tiền tiếp nha. Quánh đồ tiền ra cái gì ra cái này. Mọi người ăn đi. Ăn nhanh lên. Ngon quá trời ơi. Bà ăn đi. Nè, canh bát bửu đây nè. Lão già hôm nay thưởng cho chúng ta, bây giờ chúng ta chia đều hết mà ăn. Dạ. Ngon, cái này ngon quá à. Lần đầu tiên tôi được ăn món này luôn. Canh bạc bự mà đặc lắm. Hôm nay lão gia tốt với mình quá vậy ta. Ừ. Thôi ăn đi.
Sao đau bụng nữa? Đau bụng quá. Đau quá. Đau quá. Ông ơi, sao tôi cũng ôi trời ơi, đau quá à, cha. Trời ơi, cha, đau quá à. Tôi lại mà lại cắn cô. Hãy tha lỗi cho tôi. Hãy tha lỗi cho cha. Hãy chờ tôi nha bà. Anh Tư, Tiểu thơ, tất cả mọi người đều chết hết rồi. Tôi nhất định
sẽ tìm kẻ nào giết lão gia để trả thù. Quan huyện Trần Trung tiếp chỉ. Thái hậu có lệnh, nghe danh Trần Trung là một quan huyện tài năng đức độ, nay triệu Trần Trung và tùy tùng về cung để điều tra phá án. Đây là một vụ án tối mật nên không thể tiết lộ. Trần Trung nhận lệnh lập tức hồi triều. Trần Trung phụng mạng, thái hậu vạn tuế. Trần quan quyện hãy lập tức thu xếp công việc sở tại để lên kinh. Chuyện này chắc ông phải lưu lại kinh thành lâu rồi đó. Xin tuân lệnh. Minh Hữu. Dạ. Hãy đón tiếp và chuẩn bị mâm cơm để mời quan khâm sai và quân lính. Tuân lệnh đại nhân. Xin mời ngài. Kẻ nào đã bức tử cha và gia đình mình, còn nhất quyết sẽ tìm cho ra và trừng trị thích đáng. Dù họ có quyền lực che kín cả bầu trời, con cũng dán mây lôi họ ra, để cả gia đình mình không bị chết oan uổng. Phu quân. Ngọc Nhi, chàng đang lo vì chuyến về kinh thành lần này đúng không? Chiếu chị đã ban, ta phải vâng lời. Nhưng ta thấy trong lòng còn một chút xíu lo lắng. Chốn kinh thành tranh quyền đoạt lợi, lòng người khó đoán. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng và liên lụy đến mọi người. Với lại, đã từ lâu ta xem làng tre này giống như là quê hương thứ hai của ta vậy. Ta không muốn rời xa những gì đã trở nên thân thuộc của ta. Cha dùng trà đi. Thiếp hiểu được tâm tư của chàng, nhưng đã là quan thì trước phải phụng mệnh triều đình, sau còn là bổn phận, là trách nhiệm của một người quan huyện vì dân vì nước. Được thái hậu tín nhiệm, chàng nên lấy đó làm vinh hạnh và làm cho tròn trọng trách của mình. Biết là sẽ gặp muôn vàn khó khăn trước mắt, nhưng với tấm lòng trong sáng và công minh, thiếp tin chàng sẽ vượt qua tất cả và hoàn thành sứ mạng được giao. Còn nơi này thì triều đình cũng đã tiến cử một vị quan trẻ đến đây thay thế chàng lo cho dân tình ở làng tre rồi còn gì. Chàng cũng phải nhường cho người khác để họ phát huy tài năng và cống hiến cho đất nước chứ. Ừ, ta biết rồi. Ta đã có Ngọc Nhi bên cạnh thì còn ngại gì khó khăn gian khổ nữa chứ. Ta thật may mắn khi có được một người tri kỷ như nàng, vừa là bạn tâm giao, vừa là bạn tâm phúc, và giúp ta trong việc phá án. Thiếp chỉ lo lắng cho sức khỏe của chàng thôi. Chàng đã lao tâm khổ trí nhiều cho công việc, nên đừng có lo lắng thêm nhiều nữa mà tổn hại đến bản thân. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có thể chuyến đi về kinh lần này lại là một chuyến đi thú vị và giúp chàng mở mang tầm mắt thì sao? Ừ. Ngọc Nhi, ta cảm ơn nàng nhiều lắm. Sao tự nhiên chàng lại khách sáo với thiếp như vậy chứ? Thôi, đêm đã khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ sớm đi, ngày mai còn lên đường nữa. Ừ. À, Ngọc Nhi nè. Ừ? Nếu mà khó ngủ
Ta phải làm cách nào để cho dễ ngủ. Ta nhớ là trước đây nàng có chỉ ta, nhưng mà ta quên mất rồi. Đơn giản lắm. Chàng chỉ cần nằm xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng người ra và đừng suy nghĩ gì hết. Như vậy là chàng có thể ngủ được ngon thôi. Chàng nhớ là không được suy nghĩ gì hết nha. Rồi, bây giờ chàng nằm xuống đi. Minh Hữu. Chuyện gì vậy? Có phải là huynh đang nôn nao, nghĩ đến chuyện Nam Mai về kinh nên không ngủ được đúng không? Ngươi đừng có suy bụng ta mà ra bụng người, được không? Đúng là không chuyện gì giấu được huynh hết. Huynh ơi huynh, hả? Kinh thành sao vậy? Từ hồi nhỏ giờ Dương Võ sống ở làng tre, Dương Võ không bao giờ nghĩ là mình sẽ được đặt chân tới kinh thành. Nè, nơi đó chắc chắn là sẽ đẹp, nguy nga và tráng lệ lắm đúng không? À, không được. Không được rồi, nè. Ngươi làm gì vậy? Phải đi mua y phục, để sao cho hợp tình hợp cảnh. Nè, bây giờ á, huynh phải chịu trách nhiệm là dạy để ăn nói sao cho người ta không chê cười. Ở trên kinh thành á, chắc chắn là có nhiều nam thanh nữ tú dập dìu, người đông như trễ hội. Nghĩ đến chuyện đó thôi à, là ngủ không được rồi. Nè, ngươi nên nhớ một điều á, chúng ta lên kinh thành là để phá án, chứ không phải là để cưỡi ngựa xem qua. Biết đâu lên đó lo còn nhiều hơn là vui nữa. Ta đang rầu lắm đây. Nè, sao quý lại nói vậy? Ngươi không nghe người ta nói sao? Gần vua cũng như là gần cọp, lỡ ngớ có thể mất đầu như chơi. Hả? Thật vậy sao? Ủa, nếu vậy á, tại sao mình không từ chối, đừng có lên kinh? Nếu mà từ chối á, còn rớt đầu nhanh hơn cãi chiếu chỉ nữa. Ngươi có muốn không? Thế. Cái gì cũng khó. Nếu mình về kinh đợt này á, có khác nào mình ngồi trên lưng cọp hả huynh? Biết vậy á thì mau ngủ sớm giữ sức khỏe đi, ở đó mà mơ với mộng. Lẹ đi, ta ngủ trước đây. Mau ngủ đi. Đại Dương, không xong rồi. Nè, Dương Võ, nói bậy bạ cái gì vậy? Ba mẫu không thấy sao? Cây gậy gán đường. Thì sao? Thương thôi mà. Đêm hôm qua trời mưa to gió lớn, cây gãy vậy có gì đâu. Đành là như vậy, nhưng mà chúng ta đi ngang đây, bỗng dưng là cây ngã, chắc chắn có điểm xấu. Đúng rồi ba mẫu ơi, điểm xấu rồi. Ba mẫu không nhớ sao? Trong các tuần tết xưa, mỗi khi mà ông tướng nào ra trận bị giật gì chắn ngang thì y như rằng e như rằng cái gì ta nghe không rõ, lại đây nói cho ta nghe coi. Dạ thì y như rằng nó e gì nói bậy hả? Dạ. Ta thấy mọi người á nhìn ai cũng giống hảo hứng mà sao mê tín quá vậy? Thôi đừng có lo thôi nữa, lên đường đi. Đi mẹ. Ừ, đi nè. Ừ. Cô anh đây. Dạ, cho tôi gửi tiền. Ta cũng đã mệt rồi, kiếm chỗ nghỉ ngơi đi. Dạ, bẩm đại nhân, bên kia cô ăn nước hay là chúng ta chỗ đó nghỉ chân đi? Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta vào đi mẹ. Đi nè. Dạ. Dạ, em mệt quá tiểu thơ ơi, mình kiếm chỗ nào nghỉ chân đi. Em đi hết nổi rồi. À, kìa, có quán nước kìa, mình tính uống miếng nước đi. Tiểu thơ ơi. Bán cho tôi quay. Dạ, chào khách quan.
Công tử uống gì? Mình thủ. Hả? Quỳnh thấy gì không? Nhìn bộ dạng chắc có lẽ là bán nam bán nữ. Nè nè nè, đừng có nói giỡn kiểu đó, người ta mà nghe được là không hay đâu. Dạ. Sự thật là vậy mà, nam nhi đại trượng phu, cái gì mà mặc qua da phớ. Dạ, nước của khách quan đây ạ. Dáng người thì ẻo lả. Nè, người ta là bạch diện thư sinh, chứ có phải là cục súc thô lỗ về nhà ngươi đâu. Chào quý vị. À, tiền nè. Cảm ơn chị. Tiền của tôi mới đây đâu rồi? Người lấy của ta hả? Tao không có lấy vậy nha. Nhưng mà túi tiền của ta mới đây đâu rồi? Sao mất tiêu rồi? Ai biết. Người lấy phải không? Ai lấy tiền ai của biết? Ta ba ngày ban mặt mà ăn cướp cũng lộng hành vậy sao? Khó mà biết ai lắm, vì chung quanh cũng có rất nhiều người á. Ăn cắp tiền đó công tử. Cái vụ này sao thấy quen quen, giống như là đã nghe ở đâu rồi. Nếu mà nghe thấy rồi á thì hãy ra ngoài giải quyết đi. À, để nhớ ra rồi. Trần đại nhân, đại nhân cho Dương Võ đi ra ngoài tìm lại tiền cho người bán dầu. Nè, có làm được không đó? Vậy được. Làm việc tốt ta không nề hà, nhưng mà nè, đừng lấy thân phận của mình ra để làm thị quy người ta. Người nên biết làng nhất có quan quyền sở tại, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ. Dạ, tiểu nhân biết rồi. Minh Hữu, cầm giúp đệ. Bảo trọng nha Dương Võ. Yên tâm. Cô có lấy không? Anh kiếm kỹ chưa? Mọi người hãy nghe đây, đừng có cãi giả đổ thừa qua lại nữa. Ta đang ngồi trong quán đã thấy rõ hết mọi chuyện, cho nên ta có cách lôi thủ phạm ra ánh sáng. Tất cả mọi người có mặt không được rời khỏi nơi đây, vì ai cũng có thể là thủ phạm khi chưa điều tra sáng tỏ. Nè, tên bán dầu, tiền ngươi để ở đâu? Dạ, đa tạ đại nhân giúp đỡ. Tiền con bỏ ở trong túi, dắt ngang thắt lưng nè. Vậy mà kẻ nào thò tay lấy thật là nhanh. Xin ngài hãy điều tra giùm cho con. Nè nè, Trần đại nhân á, tôi đã nghe danh lâu rồi, nhưng mà ông này là ai tôi đâu có biết đâu. Nghe đâu á, ông này là thuộc hạ của Trần đại nhân. Vậy hả? Để xem ông xử lý thế nào. Đúng rồi đó. Vụ mất trộm này rất là đơn giản. Thủ phạm hiện đang có mặt tại đây, hắn chưa có bỏ đi đâu. Ai vậy? Giữ túi tiền nha. Đúng rồi đó, mau lôi cổ nó ra đi. Được rồi, mọi người hãy nghe tôi nói đây. Tất cả những ai đã có mặt tại đây đều có thể là thủ phạm, bởi nạn nhân mất tiền ngay khi các ngươi bao quanh. Bởi vậy, để mau chóng tìm ra thủ phạm và chứng minh là mình trong sạch thì mọi người phải nghe theo lệnh của ta. Dạ. Giờ ông muốn tụi tôi làm gì tụi tôi làm liền á, chớ khi không bị tình nghi ăn cắp. Mày nói đi chứ nãy giờ mình thì một bất mười ngờ. Cứ để cho ngài đó xử đi. Tôi nhờ ngài xử. Đúng rồi đó. Mọi người hãy nghe đây, hãy bưng ra cho ta một chậu nước. Đúng rồi đó, đi lấy nước đi. Đi lấy nước lẹ lẹ lên. Đi lấy nước đi. Minh Hữu, huynh hãy giúp ta. Bây giờ tất cả mọi người xếp thành một hàng cho ta, lần lượt từng người đến gần chậu nước và móc tiền của mình bỏ vô chậu nước cho ta. Ta sẽ chỉ mặt tên thủ phạm nghe cho. Hey, chết được cái tên Dương Võ này. Ý của hắn ta là ai lấy tiền của tên bán dầu thì nhất định cái tiền đó sẽ dính dầu. Khi mà thả đồng tiền vô nước thì dán dầu lập tức sẽ nổi lên, thì là chính người đó ăn cắp. Cũng gần hết người rồi, coi bộ Dương Võ nhà mình thất bại rồi. Cũng đâu có đâu. Nhìn sơ qua biết thủ phạm chính là tên ăn mày rồi. Tiểu thơ, công tử, sao công tử biết? Ông ta bị mù mà. Lúc ngã vào người thì hắn nhanh tay thó mất. Nhờ giả mù cho nên không có ai để ý hắn thôi. Công tử hay vậy, sao biết ông ta giả mù? Người quan sát kém quá. Như lúc sắp hàng bỏ tiền vô chậu, hắn búng rất là chính xác.
Chủ quán, cho ta mượn cái cây. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Tiền của tôi kìa. Bỏ chạy hả? Chính xác rồi đó công tử. Mọi người nghe ta nói nè, thì ra tên này á giả bộ là đuôi mù ha, trái nhà lầu mặt chuột, đi ăn cắp tiền người ta chứ gì. Phải tiền của ông không? Dạ đúng rồi, dạ cảm ơn bà. Hay quá, bà thím này đã tìm ra tên ăn cắp tiền. Mọi người, đánh ăn đi. Thì ra, tên đơn mày là tên đơn cấp. Đánh ăn đi. Mọi người đừng có manh động. Từ từ rồi có cách giải quyết. Mọi người hãy dừng tay lại. Dừng tay lại đi. Thưa với bà con, hãy dừng tay lại đi. Ta đã bắt được tên ăn trộm rồi. Hãy để cho ta kêu sai nha, đem hắn về phủ để trị tội. Chúng ta không nên đánh hắn như vậy. Và ta cũng xin nói rõ, người đã chỉ ra thủ phạm tên ăn trộm này, đó chính là hai cậu thư sinh đang có mặt trong quán kìa. Ủa, đâu? Đâu? Hai người đó đâu? Dạ. Tôi cảm ơn. Hai vậy đi dừng. Là hai chàng thư sinh mà nhà ngươi nói là giống con gái đó. Tiểu thơ, tiểu thơ, sao đi dội quá vậy? Mình mới giúp người ta tìm ra được hung thủ mà sao tiểu thơ làm gì mà dội vàng giống như là trốn ai? Ta không muốn chuyện rắc rối lại để lộ thân phận. Thân đang mang đại tang lại bị tình nghi là hung thủ, phải bỏ xứ mà đi để tìm cao nhân mà minh oan và trả thù cho gia đình. Ta còn lòng dạ nào nữa mà đi dây vào chuyện của người khác. Em biết là chuyện đại sự, nhưng mà tiểu thơ không nói, em cũng không nói, thì ai mà biết tiểu thơ là tiểu thơ của nhà họ Vũ. Nhưng mà tiểu thơ hay thiệt nha. Tiểu thơ nhìn sơ qua một cái là biết ai là hung thủ, giỏi hơn hai tên thuộc hạ kia. Ta vốn thích công việc điều tra và khám phá, nhưng do lúc sinh thời thân phụ của ta mang nặng tư tưởng phân biệt nam nữ nên không cho ta đi đâu và làm gì hết. Tiểu thơ yên tâm đi, em tin á là lão gia và phu nhân và hai công tử sống khôn thác thiên sẽ phù hộ cho tiểu thơ tìm bắt được hung thủ. Ta nhất quyết phải điều tra cho ra. Giờ chúng ta chỉ có duy nhất một manh mối, đó là người khách lạ đến từ kinh thành. Thì ra tiểu thơ lên kinh thành là để tìm người đó hả tiểu thơ? Ta tin lời giải đáp nằm ở kinh thành, vì cha ta đã sử dụng chất độc được có trong một loại giấy trang kim mà chỉ sử dụng cho hoàng tộc. Nhất định có ẩn tình gì trong đây. Tiểu thơ yên tâm đi, tiểu thơ đi đâu em theo đó. Ê chết tiểu thơ, Quang Minh kìa. Mau tránh mặt. Cũng may là cái tên thư sinh lẻo lả đó, không lẽ là cao nhân sao? Thoát ẩn thoát hiện, thật là kỳ lạ. Bởi ta nói rồi, đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Qua mặt dương võ một cái dèo. Lúc đó ngươi đang canh giác dầu, còn tên trộm thì ôm bụng cười. Hả? Huynh vui lắm hả? Huynh cũng tiếp tay cho đệ đó. Thôi bỏ đi, đằng kia có một toán quân đang đi về phía chúng ta kìa. Là lính từ phủ xuống, không biết là có chuyện gì. Các người có thấy người trong hình này đi ngang qua đây không? Chúng tôi không thấy. Có chuyện gì vậy? Mới có một vụ thảm sát, cả nhà họ Vũ bị đầu độc chết, chấn động nguyên cái vùng này, cả làng nhất ai cũng hoang mang. Rồi bắt được thủ phạm chưa? Vẫn chưa, chúng tôi đang truy nã. Thủ phạm chính là con gái đầu gây ra. Chuyện này xảy ra sao? Đúng vậy, đây là chân dung của nghi phạm. Nếu các người có thấy, hãy báo cho chúng tôi để bắt giữ. Hình như là gặp ở đâu rồi đó. Chúng ta đi thôi. Nè, ông có thấy người này không? Dạ không, tôi không thấy. Tiểu thơ ơi, hay là mình vô đây kiếm chỗ nghỉ qua đêm đi, rồi sáng mai đi tiếp.
Em mệt quá tiểu thơ. Chắc tiểu thơ mệt hơn em. Ở chỗ heo hút này mà kiếm được chỗ nghỉ trọ cũng mừng lắm rồi. Đi. Tiểu thơ, tiểu thơ. Kìa. Giờ sao? Đi lẹ tiểu thơ. Công tử. Chào ông chủ. À, xin chào hai vị khách mới đến ạ. Hai vị dùng cơm rượu gì ạ? À, không, tụi tôi không dùng gì hết. Cho tụi tôi một phòng đi. Hai vị công tử đã tới chậm một khắc ạ. Chúng tôi vừa giao hai phòng cuối cùng cho toán khách tới trước rồi. Vậy sao? Tiếc thật. Ai mình đi đúng lúc vậy chứ. Là ta, có chuyện gì không? Gà mái hả? Người nói ai gà mái chứ? Nói sao chứ? Ai gà mái? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông chủ, bộ không còn phòng nào thiệt hả? Dạ, rất tiếc, không còn ạ. Trời. Vậy trong vùng này còn nhà trọ nào khác không? Đây là nhà trọ duy nhất rồi, xin chia buồn cùng hai người. Ai hỏi ngươi chứ? Mong hai vị công tử thông cảm cho, ở đây hết chỗ rồi. Chết rồi, giờ mình đi đâu bây giờ? Đi. Khoan đã. Công tử. Dạ. Tôi thấy thôi thì đồng cảnh lữ khách, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau. Tôi có ý này, không biết là mọi người thấy có được không? Giờ này ngoài trời cũng đã xế chiều rồi, mà theo lời ông chủ nhà trọ thì xung quanh đây không còn nhà trọ nào khác nữa. Thôi thì đoàn chúng tôi có thể ở chật chội một chút. Nếu không ngại, hai vị công tử có thể ở chung phòng với chúng tôi. Con nói đúng đó. Hai cậu có thể ở chung với lại Dương Võ và Minh Hữu, còn ta thì sẽ ở chung với hai đứa con của ta. Không được, sao kỳ vậy? Vậy thì ngươi có ý gì? Thôi kệ đi, ở tạm đêm nay thôi mà. Có gì á, để sẽ bảo vệ cho huynh. Ngươi nói vậy là có ý gì chứ? Ta làm sao để tiểu thơ ngủ chung với ngươi? Tiểu thơ nào? Không phải. Chúng tôi. Con nói đúng đó. Hai cậu có thể ở chung với lại Dương Võ và Minh Hữu, còn ta thì sẽ ở chung với hai đứa con của ta. Không được, sao kỳ vậy? Vậy thì ngươi có ý gì? Thôi kệ đi, ở tạm đêm nay thôi mà. Có gì á, để sẽ bảo vệ cho huynh. Ngươi nói vậy là có ý gì chứ? Ta làm sao để tiểu thơ ngủ chung với ngươi? Tiểu thơ nào? Không phải. Ý tôi là tiểu chủ của ta. Tiểu đồng, sao nói hồ đồ vậy? Các vị quan khách ở đây có ý tốt. Dạ. Thầy trò chúng tôi rất là cảm kích. Đội ơn, đội ơn. À, quên, tôi là họ Chu, còn đây là tiểu đồng của tôi. Chúng tôi cũng đang trên đường lên kinh thăm bà con. Công tử, ngủ chung thiệt hả? Dạ được. Hai công tử đừng có ngại, mẹ ta và Ngọc Nhi nói đúng đó. Thôi được rồi, xin mời các vị. Sao ngủ chung được chị thế mồ á? Đỉnh chìm chết bây giờ. Đi. Ngươi. Sư huynh. Công tử. Nè, cái gì vậy? Nè. Mệt quá. Công tử, lên giường ngủ công tử. Nè, sao các ngươi không biết điều vậy? Đây là phòng của tụi ta. Các ngươi vô đây còn giành giường nữa. Sư huynh. Đúng rồi, đi xuống đi. Ta là khách, hai ngươi phải giường cho ta chứ. Nè. Khách nhưng mà ở ké thì không có quyền. Đi xuống đất. Không. Nè. Xuống đúng không? Xuống. Đi xuống. Bình tĩnh. Đi xuống. Nè. Công tử. Người đi xuống cho ta. Cái giường này là của công tử của ta. Đi xuống. Đi chỗ khác. Không. Nè. Ta là sư huynh ở đây. Tuổi ta lớn nhất. Cái giường này phải là của ta. Xuống. Xuống. Như một phe mà. Lớn rồi chứ kệ đi. Xuống cho. Giường để đi mà. Xuống. Xuống. Lẹ à. Trời. Cái giường này là của ta. Đêm nay ta sẽ ngủ trên đây. Không được. Trả giường cho công tử nè. Sư huynh ta nha. Để sư huynh ngủ chung.
chưa nữa kìa. Đáng đời ai ngươi. Ngươi thấy chưa, sạch giường rồi, bây giờ là bốn tụi mình ở dưới đất hết luôn á. Trời cũng đâu muốn vậy đâu. Sư huynh ơi, ngủ dưới đất tập thể vậy cho nó vui. Thôi ngứa lắm. Thôi cái gì? Cẩn thận đó. Nè, nè, cái gì vậy Lùng Á Tử? Sư huynh, coi kìa. Được rồi. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm cái gì vậy? Trời ơi, nè, hai ngươi làm cái gì vậy? Đem đây vô đây làm gì? Ngủ mà còn sợ người ta thấy nữa hả? Tại vì tiểu thơ, không, không, tại vì công tử thấy ánh sáng không ngủ được. Làm cái gì mà bẽn lẽn khép néo giống như đàn bà con gái vậy? Thôi, hai ngươi ngủ đi, nhiều chuyện. Thôi ngủ đi, mệt quá. Dạ. Tiểu thơ, tiểu thơ là chim bao thấy lão gia và phu nhân hả? Các vị là ai vậy? Tiểu thơ, đại nhân, ngài đã nhận được thư kêu oan của tiện nữ rồi phải không? Xin ngài hãy cho điều tra để truy bắt kẻ bất tử cả gia đình tôi. Phải, ta cũng đã tìm ra thủ phạm giết chết gia đình nhà họ Vũ. Thật vậy sao? Hắn ở đâu? Hắn là ai? Ngươi cũng khéo ăn nói nhưng không qua mặt được ta đâu. Bậy đâu, bắt trói tiểu thư Vũ Thị Ngọc, giải về Đại Lao ngay lập tức và lục soát mọi ngõ ngách, tìm tên cẩu nam ra đây ngay cho ta. Dạ, dạ. Không được, tại sao lại bắt tiểu thơ của ta chứ? Không được, tại sao lại bắt tiểu thơ của tôi? Tiểu thơ, Hoàng Nguyện, ngài làm sao vậy? Tại sao ngài lại nói tôi là kẻ sát nhân? Ngài có nhầm lẫn gì không? Con tiện tì, ngươi thông dâm cùng tên này tớ bị bắt quả tang, bị cha mẹ từ bỏ đuổi đi. Ngươi sanh lòng thù hận, quay về thuốc chết cả gia đình. Còn chối cãi nữa hả? Trời ơi, sao ngài lại có thể gieo thiên ác cho tôi như vậy chứ? Ngài lấy đâu ra chứng cứ mà buộc tội tôi? Làm sao mà tôi có thể giết chết cả gia đình tôi? Cha mẹ ơi, sống không thác thiệt, xin hãy về minh quan cho con trẻ. Tôi đại nhân quan ức lắm, tiểu thơ của tôi không có làm như vậy đâu. Đại nhân ơi. Dạ bẩm đại nhân, không tìm thấy tên cẩu nam đâu hết. Dạ bẩm quan, con không tìm thấy. Mau truy tìm hắn, hắn chưa đi xa đâu. Con dạ, con lệnh. Đi, giải con tiện tiền này đi. Tiểu thơ. Đi. Tiểu thơ. Đi. Báo người ta, báo tiểu thơ tôi giải. Tiểu thơ.
Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Ui, chạy theo, bảo vệ tiểu thơ đi. Tôi sẽ tìm cách cứu tiểu thơ sau. Đi, đi nhanh đi. Tiểu thơ, tiểu thơ chờ em với. Nhảy lên. Đây. Tiểu thơ. Tiểu thơ. Tiểu đứng thơ lên ơi. Đi lại lên chưa? Tiểu thơ có sao không tiểu thơ? Chân tiểu thơ chắc là đau lắm rồi. Mấy ông ơi, mấy ông có thể cho tiểu thơ tôi nghỉ chút xíu được không? Tiểu thơ tôi đi không nổi nữa đâu. Nhiều chuyện quá. Thôi, vô đó nghỉ chút đi. Dạ, dạ, dạ tôi đợi ơi. Ráng lên tiểu thơ. Để em bóp chân cho tiểu thơ nha. Sưng hết rồi nè. Chắc là tiểu thơ bị trật chân rồi. Tiểu thơ ngồi đây đi. Em đi hái lá thuốc đây. Họ có làm hại tiểu thơ không Mười? Tiểu thơ có sao không Mười? À Mười, hai cái bánh màu vàng này là có thuốc mê trong đó. Còn cái bánh màu đen này thì không có thuốc mê. Mau đem cho họ ăn đi. Tôi sợ quá à. Đi đi, Mười không thương tiểu thơ hả? Ở đây có bánh nè. Ngài có ăn không? Thôi, không ăn. Không ăn hả? Vậy còn ngài? Lỡ trong đó có độc thì sao? Tự ăn hết đi. Không ăn thì tôi ăn. Bánh này ngon lắm nha, không dễ mua đâu. Không ăn, tôi ăn. Nói vậy mà người ăn một mình được sao? Cho ta cái coi. Dạ được, đó. Dạ ngươi đừng có ăn, lỡ trong đó có độc thì sao? Ngươi không thấy nó ăn hả? Có sao đâu. Ngon, ngon đúng không? Ngon, ngon. Ngon quá. Tiểu thơ. Tiểu thơ. Đi về tiểu thơ. Đi, đi. Ta không đi đâu. Ta phải minh oan cho mình và rửa sạch thanh danh cho gia đình. Trời ơi tiểu thơ ơi, bây giờ người ta kêu tiểu thơ là kẻ sát nhân, ở đó mà kêu oan cái gì? Đúng rồi, bây giờ tiểu thơ phải trốn ngay đi, rồi mình kêu oan sao? Chứ lỡ họ giải cô đi, rồi xử cô luôn thì sao? Đúng rồi. Tôi sẽ lên kinh thành tìm người nào cao minh để mà cầu cứu. Đúng rồi đó tiểu thơ. Ta không thể bỏ đi chứ tội danh mang trên mình mà không có nước sông nào rửa sạch. Em biết rồi tiểu thơ, nhưng mà phải tùy theo hoàn cảnh cho tiểu thơ nha. Tôi nghĩ trong chuyện này có người muốn ám hại gia đình tiểu thơ. Họ cố tình ép tội tiểu thơ cũng là cách họ muốn diệt cỏ tận gốc. Tiểu thơ ơi, nếu như tiểu thơ muốn trả thù cho ông bà và các công tử thì điều duy nhất
Cô phải giữ cho bằng được mạng sống của mình. Đúng rồi, tiểu thơ. Tìm cơ hội minh oan cho mình thì mới trả thù cho ông bà được. Trước đây ông đã gửi gắm tiểu thơ cho tôi. Nếu như mà cô có mệnh hệ gì thì làm sao tôi dám nhìn mặt ông bà nữa chứ. Đúng rồi đó tiểu thơ. Nghe lời tôi, hãy tìm cách chạy đi. Đó là thượng sách tiểu thơ à. Mười. Hả? Mười hãy chăm sóc cho tiểu thơ giùm tôi nha. À, đi nhanh đi. Còn anh, sao anh không theo chúng tôi luôn? Không được, nếu chúng ta đi chung sẽ dễ bị phát hiện lắm. Nếu mà phân tán thì cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn. Chắc chắn chúng sẽ dán cáo thị để truy tìm tung tích của tiểu thơ. Hãy thay tên họ rồi cải trang để qua mặt quân lính nha tiểu thơ. Tiểu thơ hãy lên kinh và tìm vị quan nào đáng tin cậy để nhờ. Chúng ta hẹn gặp nhau trên kinh thành nha. Chạy đi tiểu thơ, lên tới rồi kìa. Lên tới rồi đi tiểu thơ. Nhanh đi tiểu thơ. Chạy đi. Chạy. Chạy đi tiểu thơ. Mà cha mẹ tìm con hoài không thấy. Con đeo cái gì trên người con vậy? Sao mẹ nhìn mặt con tái nhợt vậy hả? Con bị bệnh hay là con đói bụng? Thôi con ra đằng sau đi, mẹ bới cơm cho con ăn nha, rồi đi ngủ. Mẹ ơi, con bị người ta giết chết rồi. Hả? Con bị treo trên cây ở góc bên rừng. Con sợ lắm. Tí. Tí à, con đang nói bậy cái gì vậy hả? Mẹ ơi, con bị người ta giết chết rồi. Họ bắt đeo những thứ này trên người. Mẹ nói cha thức dậy đi tìm con nha mẹ. Tí, tí ơi, con có biết là con đang nói bậy hay không hả? Tí ơi, tí ơi, tí ơi. Gì vậy? Tí ơi. Gì đó mình, bộ mình nằm mơ thấy ác mộng hả? Mình ơi, có chuyện gì, có chuyện gì mình kể tôi nghe coi. Em vừa nằm mơ thấy con về báo mộng. Con nói là con bị giết, bị người ta giết treo trên cây đó mình. Nè, mình nói gì mà lung tung vậy? Thôi bình tĩnh lại đi. Nè, chắc nằm mơ thấy ác mộng chứ gì. Thôi nằm ngủ đi. Con mình ơi, con mình ơi, mình đi đâu đốt tìm con đi mà. Con nó đã hiện về báo mộng cho em đó. Nhưng mình mà... Thôi không được đâu mình. Đi đi mình. Đi tìm con đi mình ơi. Đi tìm con đi mà. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Mình bình tĩnh đi ha. Mình bình tĩnh đi, để tôi đi đút đút. Tí ơi, Tí ơi, Tí ơi, con ơi. Chủ quán đâu? Chủ quán đâu? Chủ quán đâu? Dạ thưa, có chuyện gì ạ? À? Chúng tôi cần điều tra số lượng khách có mặt ở đây và nhân thân của họ. Trong làng vừa xảy ra một vụ mất tích trẻ con. Chúng tôi cần khám xét những nơi nghi vấn. Dạ hai các vị đợi tôi một chút ạ. À? Nhanh lên. Dạ làm ơn tất cả mọi người ra ngoài cho quan quân kiểm tra. Dạ làm ơn mọi người ra ngoài cho quan quân kiểm tra.
Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, dậy đi. Quan quân tới kiểm tra kìa. Dương Võ, có chuyện gì vậy? Quan quân tới kiểm tra. Nhanh lên đi, chúng tôi không có nhiều thời gian. Dạ, có chuyện gì vậy? Dạ thưa, ở đây có quan quân khám xét. Hả? Thì ra là vậy. Đi lục soát mà ầm ĩ như vậy thì làm sao bắt được người, đúng không sư huynh? Đúng. Tên này là ai, từ đâu đến? Dạ họ tới từ Làng Tre và đi cùng với vài người khác nữa ạ. Thì ra là đến từ Làng Tre. Minh Hưởng. Dạ. Đây, người hãy xem đi. Hả? Vị này là Trần Trung, quan huyện nổi tiếng điều tra phá án, phải không? Đây chính là Trần đại nhân của ta. Xin thất lễ. Vậy mấy người này đều là tùy tùng của ngài hay sao? Đúng vậy, đây là tùy tùng của ta. Nhưng mà các vị cứ làm nhiệm vụ của mình đi, cứ xem như chúng ta là khách qua đường thôi. Dạ không dám. Mời các vị vào trong nghỉ ngơi. Đa tạ. Lý Nhân. Khoan đã. Còn hai tên này là ai? Sao lại đứng đây? Dạ thưa, hai người này không phải là tùy tùng của Trần đại nhân đâu ạ. Nhìn hai người có vẻ khả nghi lắm. Ta sẽ đưa hai người về tra xét. Suốt đêm nay hai người có đi đâu không? Không. À, hai cái tên chết nhát này suốt đêm nay ngủ chung với tụi tôi, cho nên ông cứ yên tâm, ngủ chết mê chết mệt không có biết cái gì đâu. Có chắc vậy không? Chắc. Thuộc hạ của ta nói đúng đó, ta có thể làm chứng điều đó. Vì quán trọ hết sạch phòng nên ta cho hai vị khách này tá túc tạm trong phòng của hai thuộc hạ ta. Nếu vậy họ có chứng cứ ngoại phạm và hai thuộc hạ của ta sẽ là nhân chứng. Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, xin cứu từ. Mọi người qua hướng kia lục soát. Đà tạ đại nhân. Mời. Thì ra đây là quan huyện Trần Trung, người nổi tiếng công minh phá án như thần. Thật là may mắn, ta gặp được cao nhân rồi. Đừng vô nha tiểu thơ. Tí ơi, con ở đâu rồi? Tí ơi, tí ơi, con ở đâu? Tí ơi, tí, tí ơi, tí, tí ơi, tí ơi, con ở đâu hả? Tí ơi, tí ơi, tí, tí ơi, tí ơi, tí à, con ở đâu? Tí ơi. Ông ơi, ông ơi, chuyện gì vậy ông? Chuyện gì vậy hả? Đi ơi, con ơi là con ơi. Con ơi là con. Dạ. Dạ, Trần đại nhân ơi, xin hãy giúp con tôi. Nó bị người ta giết hại đau đớn quá đại nhân ơi. Xin mọi người ở lại đừng đi vội. Hãy tìm tên sát nhân để con tôi được siêu thoát. Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà. Ông kia, ông là ai? Tại sao lại quỳ ở đây khóc lóc như vậy? Này lão bá, có chuyện gì ông hãy bình tĩnh kể lại. Dạ, dạ con tôi chết rồi. Con ơi là con. Ông hãy bình tĩnh và nói cho rõ ràng, vì sao ông biết con mình đã chết, trong khi đêm qua ông mới vừa báo là con mình bị mất tích mà. Chẳng lẽ... Dạ, con tôi mất tích từ chiều qua. Tối lại vợ tôi thấy nó về báo mộng. Nó nói là bị người ta giết nó rồi treo xác ở trong rừng sâu. Thì ra chỉ là mộng mị thôi. Như vậy thì đâu thể chắc chắn là đứa bé đã chết hả bác? Nó chết thật rồi. Vậy bây giờ thi thể ở đâu? Ông đã báo quan chưa? Dạ thưa, đã báo quan rồi. Hiện giờ quan quân đang giữ thi thể đó tại hiện trường á.
Người ta bài tôi á, chạy thật mau về đây để gặp đại nhân. May ra mới phá án được. Trần đại nhân không thể nào xen vào việc của quan sở tại được. Với lại đại nhân còn phải về kinh cho kịp chiếu chỉ của thái hậu, chậm trễ e là bị quở trách. Trần Trung à, sao giờ con? Mẹ thấy hoàn cảnh của người làm cha này đau xót quá. Xin hãy bắt tên sát nhân. Trời ơi, sao lại có kẻ độc ác như vậy chứ? Con ơi, con chết quan chết ức quá con ơi. Con ơi. Phu quân, thiếp nghe mà thấy đau xót quá. Có cách nào giúp cho quan quân mau chóng tìm ra thủ phạm không? Thôi được. Dạ. Chúng ta hãy đến hiện trường vụ án ngay bây giờ. Nếu được, chúng ta sẽ phối hợp với quan quân sở tại để phá án cho nhanh. Minh Hữu, Dương Võ. Dạ. Hãy theo ta. Dạ. Mẹ và Ngọc Nhi hãy ở lại quán trọ để chờ tin. Dạ. Vì ta tin chắc chắn rằng đã có người khám nghiệm tử thi của huyện đường có mặt ở đó. Xin đội ơn Trần đại nhân, xin đội ơn. Đại nhân, cho ta theo cùng với. Ngươi đi theo làm gì? Chỉ làm dưỡng chân đại nhân thôi. Ngươi. Cái gì? Ta là sao? Dương Võ. Dạ. Hãy để cho họ cùng đi. Dạ. Ông hãy dẫn ta đi. Dạ. Đội ơn. Xin đội ơn đại nhân. Dạ, đi cẩn thận nha. Ta đi nha. Con. Mẹ ở lại. Phiền sao con lại chết quan chết ức vậy con ơi? Con có linh thiêng hãy phù hộ để tìm được tên sát nhân nha con. Mình vô thôi mẹ. Dạ. Dạ đây đại nhân. Các ngươi hãy tìm cho thật kỹ vào. Dạ đây. Xem có manh mối gì không. Con bỏ mẹ thế. Dạ. Đây nè đại nhân. Nó bị treo ở đây nè đại nhân ơi. Tì ơi, con ơi, con ơi là con. Chào đại nhân. Con ơi, sao bỏ ba mẹ đi vậy? Nhẹ nhẹ thôi đó. Tì ơi, ta là quan huyện Trần Trung ở làng Tre, phụng lệnh của thái hậu mang tùy tùng lên kinh theo chiếu chỉ, đi ngang qua thôn tính nghỉ qua đêm. Nhưng mới biết được tại thôn chúng ta đang xảy ra một vụ án, cho nên ta mới đến đây xem thử coi có hỗ trợ được gì hay không. Thật là may mắn khi gặp ngài ở đây. Có Trần đại nhân hỗ trợ giúp đỡ, sớm muộn gì tên thủ phạm cũng bị bắt nhanh chóng thôi. Ngài quá lời rồi. Ta thấy cha đứa bé đau lòng quá, cho nên không đành lòng bỏ đi, nên ta tới xem sao. Sao con chết quan chết ức vậy tí à? Con ơi, con. Ông trời ơi, giả con lại cho tôi. Con bỏ cha bỏ mẹ gì con. Ở làng của tôi chưa bao giờ xảy ra một vụ án mạng kỳ lạ thế như vậy. Tôi thấy bối rối quá. Nếu không có ngài giúp đỡ, chắc tôi phải chuyển vụ án này lên kinh. Quả may có cao nhân ra tay. Trời đất, chờ người từ trên kinh xuống đây để giải quyết vụ án thì còn gì là bằng chứng nhân chứng nữa chứ. Ngài nói chí phải. Vậy mong ngài hãy giúp đỡ chúng tôi. Vụ án này quá thương tâm. Nạn nhân lại là đứa bé. Ta sẽ cố gắng hết sức để phá vụ án này. Vậy ngài cứ toàn quyền kiểm tra khám nghiệm. Nếu cần giúp đỡ, cứ sai bảo nha sai của tôi. Xin ngài đừng ngại. Được. Vậy thì ngài hãy đưa thi thể của đứa bé về huyện đường. Tuân lệnh. Mau đem thi thể đứa bé về huyện đường. Con ơi, đây ơi, đây ơi, con ơi. Kết quả khám nghiệm sao rồi? Theo kết quả khám nghiệm thì đứa bé đã bị làm cho ngộp thở đến chết, rồi sau đó mới bị treo lên cây. Cái dây xí cổ không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết, vì dấu thắt của dòng không tụ máu.
tay chân thì không co quắp như những nạn nhân giãy dụa khi bị thắt cổ chết. Điều này chứng tỏ đứa bé đã chết trước khi bị treo lên cây. Và còn một điều nữa, sau khi dùng giấm bôi lên cổ thì thấy xuất hiện có nhiều dấu tay, khẳng định là dấu tay của đàn ông, và đó làm cho bé ngộp thở. Tôi khẳng định đây cũng là nguyên nhân làm cho bé chết. Còn tại hiện trường của vụ án thì có rất nhiều dấu chân giẫm đạp khắp mọi nơi, không theo trình tự, cũng không theo hàng lối. Mà những dấu chân này chắc chắn không phải là dấu chân của con nít, chứng tỏ là hung thủ đã dắt đứa bé đến đây. Và nơi đây không phải là hiện trường của vụ án. Nói vậy là đứa bé bị giết tại một nơi khác, rồi được mang tới đây và bị treo cổ lên. Hung thủ làm gì để làm gì? Còn nữa, trên thân cây còn có một vết hằn rất sâu. Điều đó chứng tỏ là đứa bé bị kéo lên bằng sợi dây, trong tình trạng cơ thể không cử động được. Như vậy, có thể xác định đứa bé bị giết bởi một kẻ nào đó bằng cách làm ngộp thở. Sau đó, hắn mang xác tới cái cây treo lên. Nhưng mà, tại sao hắn lại treo lên người nạn nhân những thứ linh tinh như vậy? Nhằm mục đích gì chứ? Trên miếng vàng và các đồ vật đều có hình con khỉ. Như vậy thì nó tượng trưng cho cái gì? Có thể là dấu hiệu của một người tên thân hoặc là nhóm riêng biệt nào đó. Đây cũng chính là mấu chốt để chúng ta lần ra manh mối. Có vẻ rất là kỳ quái, đúng không Trần đại nhân? Ừ. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra động cơ giết đứa bé. Từ đó ta có thể thu hẹp phạm vi điều tra và khoanh vùng những nơi ẩn nấp của thủ phạm. Chính xác. Dương Võ Minh Hữu. Dạ. Hai người hãy đến nhà của cha mẹ đứa bé để thu thập thêm thông tin. Tuân lệnh. Sắp tới bờ rồi con. Dạ. Cột dây cho mẹ nha. Xong chưa con? Dạ. Nè con gái, con đứng ở đây nha. Mẹ qua đó mua mấy bó rau rồi mẹ quay lại. Không có được đi đâu hết nha chưa? Dạ. Đứng yên chỗ này nha con. Mẹ đi nha. Dạ. Con ơi, con đi về nè con ơi. Con ơi, con đi về nè con ơi. Con ơi, con. Con ơi, con ơi. Trời ơi, con tôi đâu rồi? Con ơi con ơi, ai cứu con tôi với, mất người ta, cứu con tôi với, con ơi con. Gia đình tôi ở đây mấy đời rồi, làm gì á, có thù oán hay là xích mích với ai đâu chứ. Cũng đâu có giàu có gì mà ăn trộm để ý. Quân bất nhân, đồ cầm thú mà. Sao nó giết thằng bé như vậy chứ?
Con ơi là con. Tôi hiểu nỗi đau của hai người, nhưng mà bây giờ hai người phải thật sự bình tĩnh, kể lại tất cả mọi chuyện, giúp cho chúng tôi phá án để trả thù cho con của hai người. Dạ. Yeah. Có phải thời gian gần đây hai người không có xích mích, cũng như là không có mâu thuẫn gì với bất kỳ ai hay không? Làm gì có. Mấy đứa nhỏ gây gỗ đánh nhau hà rầm hả? Không lẽ dẫn đến giết người? Con nít mà, chứ đâu phải người lớn đâu. Hay là... Ông nói cái vụ đó đó hả? Ừ. Chẳng lẽ chỉ vì ba cái cây cái trái mà nó nỡ giết con tôi như vậy hả? Hai ông bà đã muốn nhắc tới ai vậy? Là cái tên hống hách ở cuối làng đó. Cách đây mấy bữa, con tôi ham vui, cho nên là leo trèo hái trái cây ở nhà ổng. Vậy mà ổng rượt đuổi thằng nhỏ té lên té xuống, rồi còn hăm dọa nữa, nếu mà bắt được là sẽ giết chết đó. Đúng rồi, quần ác đức. Không lẽ gì vậy mà đã giết chết con trai tôi? Nhưng mà ông ấy tên gì? Dạ, ông ấy tên Thân. Thân? Có thể là do lỡ tay. Thôi được, bây giờ ông bà có thể chỉ đường cho chúng tôi đến đó được không? Dạ. Phần mẹ hãy giúp con đi la cả khắp nơi trong thôn, dò la xem có ai biết hoặc là thấy gì về dấu hiệu này không. Chắc chắn là có liên quan, nhưng tạm thời con không quả quyết nó là tên người, tuổi tác hay là dấu hiệu của một hội nhóm nào. Mẹ ráng dò la giúp con nha. Ngọc Nhi, hãy giúp cho ta tiếp cận đám trẻ trong làng, dò la xem có manh mối gì hay không nha. Ở bên này nè. Đâu rồi, bắt được nè. Ở bên này nè. Rồi nè. Bắt em đi. Đâu rồi. Bắt em đi. Đâu rồi. Đâu mất tiêu rồi. Bắt được rồi. Ủa, chị là ai vậy? Chị tên là Ngọc Nhi. Chị muốn hỏi các em chuyện này có được không? Dạ được. Chị có biết chơi không? Biết chứ, hồi nhỏ chị cũng hay chơi trò này mà. Giờ bắt đầu chơi nha chị. Nhưng mà trước khi chơi, tụi em cho chị hỏi vài chuyện được không? Nhưng mà có chuyện gì, chị cứ hỏi đi. Có phải tụi em là bạn của cô Tí, con của anh chị Tư ở mé sông không vậy? Dạ phải. Dạ đúng, nhưng nó chết rồi. Nhưng mà nó chết thảm lắm. Chị biết rồi. Vì vậy chị muốn gặp tụi em để hỏi vài chuyện. Tụi em là bạn của cô Tí, chắc chắn biết rành hơn chị. Quan huyện đang điều tra vụ án, nếu như tụi em giúp thêm thông tin thì chắc chắn sẽ tìm được hung thủ để bạn Tí được an nghỉ. Tí rất là ham chơi và phá phách. Trong cuộc chơi á, Tí luôn luôn là người cầm đầu. Bình thường Tí hay đi với tụi em lắm, nhưng mà hôm đó nó không có đi. Bây giờ tụi em mới biết là Tí bị người ta treo cổ lên cây. Vậy tụi em gặp Tí lần cuối là lúc nào vậy? Hôm qua đi ăn trộm. Sau khi hái trộm trong vườn nhà ông Thôn, Tí về nhà bị cha mẹ la. Rồi sau đó Tí nói á là sẽ trả lại miếng. Tụi em không dám, nhưng mà tụi em sợ lắm, tụi em sợ ông Thân. Sau lần đó, tụi em không thấy Tí đâu, tụi em tưởng Tí bị cấm túc, ai dè. Dạ đúng rồi, ông Thân ổng hung dữ lắm. Hôm đó, khi đi ăn trộm, ổng xịt chó ra cắn á. May là tụi con chạy thoát được. Còn thằng Tí bị bắt lại, ổng nói sẽ bóp cổ thằng Tí, rồi treo lên ngọn cây để chờ cái tật lẻ vô nhà người khác ăn trộm. Ông ta là người xấu ăn hiếp con nít. Tụi em sợ ổng lắm. Chỉ có mình anh Tí là không sợ. Anh Tí nói quay lại để phá banh cái giường của ổng luôn. Đúng rồi đó chị. Để đây. Khoan, đừng manh động.
Ai vậy? Ông là chủ nhà. Ông tên là Thân. Đúng vậy. Mà hai ông tới đây thạch hỏi tôi chuyện gì? Chúng ta ở huyện đường muốn tới đây để điều tra một vụ án vừa xảy ra ở trong thôn ngày hôm qua. Ừ, mà có liên quan gì đến tôi đâu. Nè nè nè, tôi nói cho mấy ông biết nha, đừng có tới đây mà nghi ngờ tôi là thủ phạm à. Có phải cách đây vài hôm có một bé trai vào vườn nhà ông phá phách, và khi ấy ông đã đuổi đánh bé trai đó, có đúng vậy không? Đứa nào? Ngày nào mà không có mấy đứa con nít chạy vô vườn nhà tôi phá phách? Con của ai mà không biết dạy, để đi phá làng phá xóm. Tôi mà được bắt được á là tôi đánh cho một trận tẩn hồn. Như vậy, trong lúc nóng giận, ông đã ra tay đánh chết đứa bé và muốn phi tang, nên ông đã dục sát đứa bé ở một nơi khác nhằm tránh tội của mình. Có đúng như vậy không? Cái gì mà giết người, cái gì mà phi tang? Nè nè, nói một chập á là đổi thừa tôi đánh chết người hả? Không có bằng chứng á thì đừng có nói bậy nha. Tôi á đây á còn biết kiện lên quan trên á. Ông bình tĩnh đi. Có phải vào mấy ngày hôm trước ông đã qua bên nhà anh chị Tư ở mé thôn để mắng vốn về cái chuyện mà con trai của anh chị ta vô vườn nhà ông để phá phách, và trước khi ra về ông đã cảnh cáo nếu như con của anh chị ta mà phá phách một lần nữa thì ông sẽ xử thằng nhỏ, có đúng như vậy không? Ừ thì có, nhưng mà tôi nói vậy á là để cho cha mẹ tụi nó canh chừng tụi nó thôi. Chẳng lẽ mà quan lấy những lời hăm dọa của tôi mà buộc tội tôi hay sao? Nếu vậy á thì chắc tôi đã giết hết mấy đứa nhỏ trong thôn này rồi. Vậy thì trong suốt ngày hôm qua ông làm gì? Vậy đi đâu? Thì tôi ở nhà không à. Tôi đâu có đi đâu đâu. Tại vì cái mông của tôi nó nổi cái mụn nhọt. Ông tin quan khám đi nè. Ông Dương Võ, bình tĩnh. Vậy có ai có thể làm chứng là hôm đó ông có ở nhà không? Có người nhà của tôi, rồi có mấy ông ở hàng xóm nữa qua đây uống trà đàm đạo. Không tin thì quan cứ hỏi thử mấy ông đi. Ông đừng có già mồm. Giết hay không giết thì chúng tôi sẽ phá án với đầy đủ tất cả bằng chứng. Đến lúc đó ông có chối leo lẻo thì cũng không thoát được tội đâu. Và bây giờ chúng tôi sẽ xin lệnh của quan huyện sở tại không cho ông ra khỏi thôn này để tiện việc phá án. Chúng ta mà tìm ra bằng chứng ông đã xuống tay tàn ác với đứa bé đó thì ông không cần phải nói gì hết. Liệu hồn đó. Thôi đủ rồi, chúng ta đi. Huynh à, huynh thấy ông Thân thế nào? Những lời nói của ông ta có vẻ rất chắc nịch, không tỏ vẻ lúng túng hay là sơ hở. Tra hỏi hàng xóm thì đúng là mấy hôm nay ông ta không rời khỏi nhà. Như vậy nếu ông ta giết người thì ai là người kéo sát? Không lẽ ông ta có đồng bọn, hoặc là thuê ai làm giúp? Khi nói chuyện với hắn thì hắn có vẻ ăn nói rất là lưu loát, nhưng mà trong ánh mắt của hắn đang sợ sệt chuyện gì đó. Điều này cho ta thấy hắn đang cố giấu giếm chuyện gì, nhưng mà bên ngoài thì ra vẻ bình tĩnh. Ủa, vậy sao? Sao đại không nhìn thấy điều đó? Cái này thì đệ phải học hỏi thêm thôi. Bởi vì khi muốn tra hỏi ai đó thì điều đặc biệt là chúng ta phải nhìn thẳng vào mặt người đó, để ý thần thái cũng như là biểu cảm gương mặt, và đặc biệt là đôi mắt. Bởi vì khi nhìn thẳng vào đôi mắt, chúng ta biết đối phương đang giấu giếm chuyện gì, cũng như là muốn phơi bày chuyện gì. Huynh thật là sáng suốt. Vậy bây giờ đệ hãy nhìn thẳng vào mắt huynh mà đoán xem huynh muốn gì. Đệ biết rồi. Sao? Huynh muốn quay lại khu vườn đó một lần nữa. Giỏi lắm, giỏi lắm. Nhưng mà ta không muốn chủ nhà biết được. Cậu đệ thì rất là sợ con chó đó, không có cách nào để cho nó im lặng. Thường thường là người ta nuôi chó để giữ nhà, cũng có những trường hợp là nuôi chó để canh giữ những bí mật nào đó. Đằng này con chó được cột ngay giường, chắc chắn khu giường đó đang có vấn đề, mà chủ nhân của khu giường đó không muốn cho ai tới gần. Vậy là huynh suy đoán ông ta đã giấu cái gì ở trong khu giường đó? Đúng, không đi thì sao biết.
Đúng là sư huynh. Đi. Dương Võ, vô. Dương Võ, lại đây. Nè. Sâu chuỗi của con đít. Đúng rồi. Công tử, mình vô đây hỏi chắc chắn là sẽ có tin tức đó. Dạ thím ơi, thím làm ơn cho con hỏi là trong vùng mình có chỗ nào có thể xin được bùa hoặc là cúng là phép gì không thím? Tại con tính xin bùa cho cha mẹ con á. Trong vùng này hả? Dạ. Hình như không có, tôi không nghe nói gì hết á. Dạ, đa tạ thím. Chắc là không có rồi công tử ơi. Nãy giờ hỏi mấy người rồi đó. Nhưng mà thật tình nha, không biết là ông tự hỏi vậy để làm gì nữa. Ta có mục đích. Ta nhặt được lá bùa đang cháy dở này ngay tại hiện trường có thi thể cháu bé. Với lại khi ta đến, hiện trường vẫn còn phảng phất mùi hương. Chắc chắn ở đó vừa mới cúng kiến nhang đèn. Nhưng mà tiểu, công tử nói điều đó không có gì để khẳng định hết mà. Sao lại không nói lên được điều gì? Có thể là họ đã chôn lấp hoặc là giấu nó đi. Trời ơi, vậy thì dễ quá. Tiểu thơ cứ nói với lại đám quan sai kêu họ đào lên, biết đâu tìm được manh mối. Ta đánh chết thì bây giờ. Sao mà nói được? Người quên là ta đang là tội phạm đang bị triều đình truy nã. Xuất hiện không đúng lúc sẽ gây chú ý cho quan huyện sở tại. Người nói gì lung tung không à? Tiểu thơ thật thấu đáo, tại em quên đi mất. Người cũng phải cẩn thận, đừng có để bị sơ hở. Nhất là những tên thuộc hạ của Trần đại nhân. Bất đắc dĩ lắm ta mới tháp tùng chung với đám người của bọn họ. Với lại bọn họ cũng không phải là người nhà để mà ngươi buông thùa. Tiểu thơ yên tâm, em biết mà. Ta sẽ cố gắng tìm thêm manh mối cho Trần đại nhân. Ngài là chính nhân quân tử, là niềm hy vọng của chúng ta đó. Ý tiểu thơ muốn nói là tính nhờ cậy quan trung đó. Và tìm ra hung thủ đã bất tử cả nhà chúng ta. Mình qua bên đó đi tiểu thơ. Qua bên đó hỏi tiếp. Mẹ đã tìm khắp nơi, nhưng hình như dấu hiệu này không có ấn tượng gì với người dân ở trong thôn. Có người dẫn mẹ tới cái đình có cái tượng Tề Thiên Đại Thánh, nhưng đúng là không có liên quan gì tới nhau. Vậy thì cái hình con khỉ khắc trên miếng vàng treo trên thân thể của đứa bé là có ý gì chứ? Đến bây giờ vẫn là bí ẩn. Con cũng đã nhờ quan quyền sở tại gom toàn bộ sổ bộ lại cho con. Con thấy là có tổng cộng 10 người tên thân ở thôn này. Chúng ta cần phải có thời gian để điều tra và dò tìm. Thật là thách đố mà. Không biết tại sao trên miếng vàng lại có khắc hình con khỉ. Theo mẹ biết, trên kinh thành những quan nào được phép đúc vàng đều đúc dấu hiệu riêng của mình trên miếng vàng.
để truy ra xuất xứ. Nhưng mà dấu hiệu con khỉ này được khắc bằng thủ công. Con nghĩ là từ một con dao nhọn được hơ lửa, chứ không được dập khuôn hàng loạt giống như mẹ nói. Vậy thì mẹ thua, không thể nào đoán ra được. Vậy hướng điều tra của nàng như thế nào hả Ngọc Nhi? Nàng có khai thác được gì từ các bạn của bé Tí hay không? Dạ có, thưa phu quân. Đại nhân. Đại nhân, tiểu nhân đã tìm được một manh mối mới. Tiểu nhân vừa mới đến nhà của một gã tên là Thân, là hàng xóm của vợ chồng anh Tư. Có một lần con của anh Tư qua nhà gã phá phách, và gã đã cảnh cáo nếu như còn phá phách một lần nữa, gã giết chết không tha. Dạ, còn nữa, tiểu nhân đã tìm thấy vật này ở đằng sau khu vườn của nhà hắn. Là sợi dây đeo tay của trẻ con. Nè, người nghi ngờ cái vật này là của bé trai con của anh Tư sao? Dạ đúng. Thưa phu quân, thiếp nhớ khi khám nghiệm tử thi thì trên cổ tay của đứa bé có một dòng trắng giống như là đã từng đeo một vật gì đó lâu ngày tạo thành. Và theo mấy đứa bé kể lại thì trước khi xảy ra án mạng, Tí cùng các bạn lẻn qua nhà ông Thân hái trộm, và từ đó xảy ra hiềm khích. Tí còn nói sẽ quay lại để trả miếng vì ông Thân đòi mét cha mẹ và hăm dọa đủ điều. Vậy thì chúng ta phải đi đến gặp anh chị Tư để mà xác minh. Hoàng ơi, đúng rồi đó Hoàng, đây đúng là sợi dây đeo trên tay của con tôi đó. Đúng rồi, chính sợi dây bùa này đích thân tôi lên chùa để thỉnh cái dòng bình an cho con trai của tôi. Đúng là của con trai tôi rồi. Hai người có chắc không? Dạ chắc. Dạ chắc. Tôi nhớ ra rồi Hoàng à. Hôm bữa mà đưa thi thể con tôi về á, tôi không thấy sợi dây này trên tay nó nữa. Mà sợi dây bùa này ở đâu ngài có vậy? Chúng tôi tìm được nó ở trong khu vườn nhà lão Thân. Trời ơi, thì ra là vậy sao? Chẳng lẽ chỉ vì mấy cái cây đó mà nó nỡ giết con tôi như vậy sao? Quân khốn nạn, là cầm thua. Nhất định tôi phải treo đầu nó lên tôi mới hai giận. Ông bà bình tĩnh, ta có một câu hỏi. Trước khi xảy ra án mạng, hai người có thấy con trai mình đeo chiếc vòng này không? Dạ không ạ. Thật ra thì lúc đó tôi cũng không để ý nữa Quang ạ. Vụ án này không đơn giản chút nào. Chúng ta phải tìm thêm bằng chứng mới buộc tội được hắn. Mà nè, hai người không được gây thêm quán thù trước khi mọi chuyện chưa được rõ ràng. Dạ. Con trai tôi thiệt là đáng thương mà. Thật ra Ngọc Nhi vẫn thấy có điều gì đó khó hiểu. Tên Thân dù có tức giận đến đâu cũng không thể giết một đứa bé không thể tự vệ được. Vì sự có mặt của dây đeo ở trong vườn thì mình giải thích sao đây? Điều đó chỉ chứng minh là đứa trẻ này từng đến khu vực đó thôi, giống như là thông tin mà Ngọc Nhi đã từng nghe được từ bọn trẻ là bạn của Tí. Thì cũng trùng khớp như lời khai hai bên. Bé trai từng đến đó quậy phá và bị ông Thân đánh đuổi. Có thể là làm rớt lúc đó, chứ ông ta không thể nào bắt cóc bé trai mà giết trong vườn. Nhưng mà điều khó khăn nhất bây giờ là chị Tư không nhớ rõ cái đêm xảy ra án mạng là con trai của mình có còn đeo chiếc vòng đó hay không, hay đánh rơi ở đâu rồi. Bởi vì đây chính là manh mối quan trọng nhất để làm sáng tỏ vụ án. Đúng vậy. Nếu xác định được hiện hữu cái vòng đeo trên tay của Tí khoảng thời gian nào thì ta sẽ dễ khoanh vùng nghi vấn. Nhất định chúng ta phải tìm hiểu thêm tình thần. Khu vườn của hắn chắc là cất giữ điều gì đó bí mật, cho nên hắn không muốn ai léo hắn tới. Có thể đây là dấu vết hoặc là hung khí đã gây ra cái chết cho Tí. Đại nhân, tiểu nhân nghĩ nhất định hiện trường thứ nhất là ở ngay khu vườn của hắn. Sau đó hắn đã đánh lạc hướng, hắn mới kéo xác Tí ra ngoài khu rừng ở gian thôn. Vậy còn những thứ linh tinh thì sao? Cái đó thì không lý giải được. Hay là hắn làm vậy để cho vong hồn được siêu thoát, không theo hắn để mà trả quán. Nhưng mà thưa mẹ, con thấy không hợp lý chút nào cả. Tại sao hắn lại bày vẽ nhiều trò như vậy chứ? Chúng ta hãy báo với quan quyền sở tại để khám xét nhà hắn.
Ủa, mà sao không thấy hai thầy trò của Chu công tử về ăn cơm vậy? Dạ, chắc là họ đang đi chơi ở đâu đó, ăn uống quán xá ngoài đường rồi mẹ. Sướng thật, không như tụi mình phải ở đây dò đầu bứt tóc, ăn không ngon, ngủ không yên. Nè, mấy người làm gì vậy? Có chuyện gì vậy quan? Ông thân, ta nghi ngờ trong vườn nhà ông Khả Nghi có liên quan tới cái chết con của ông Tư Trọng Thu. Đây là lệnh khám xét. Tôi đâu có biết con của ông Tư đâu, mà tôi cũng đâu làm sai gì. Sao quan lại vào lục soát nhà của tôi? Ông không biết đó à? Vậy tại sao sợi dây đeo của nó lại ở trong vườn nhà của ông? Mà tôi nói, tôi không có biết. Dạ, bẩm đại nhân, đã lục soát hết, không thấy gì. Tất cả hãy ra sau vườn, đào bới lên hết cho ta. Dạ. Nhất định hắn đang che giấu một điều bí mật ở đó. Đi, đi, nhanh. Dạ thưa quan, phát hiện ra một cái lu. Một cái lu à? Mau mang lên cho ta. Dạ. Vàng bạc châu báu này là của ai? Dạ bẩm quan, tôi có tội. Đồ này là đồ ăn cắp. Tôi mua lại cái tội ăn cắp nên tôi mới giấu kín vậy. Thiệt tình tôi không có giết ai hết, vì sợ bị lộ cho nên khi mấy đứa nhỏ qua vườn nhà phá, tôi đuổi đánh tụi nó thôi. Quan ơi, quan tha tội, quan tha ta tội. Ta sẽ cho lập tức điều tra ngay. Người khốn hồn thì báo khai ra đồng đảng. Tôi vô tội mà, tôi không có giết người. Giải hắn về huyện đường cùng vật chứng cho ta. Dạ. Quang ơi, tôi vô tội mà quang. Quang ơi. Dạ bẩm đại nhân, có một người phát hiện xác chết ở bên bờ sông. Có phải là liên quan tới bé gái mà cách đây 3 ngày cha mẹ của nó đã tới báo quan là mất tích đúng không? Dạ đúng ạ. Theo nhân gian thì xác chết 3 ngày mới nổi lên, giờ thì cha mẹ của cháu bé đang khóc lóc ngoài bờ sông ạ. Được, tất cả hãy đi theo ta. Dạ, dạ. Biết sao không? Chắc ông trời á bắt dạ dân làng mình rồi đó. Chứ không có lẽ nào mà hai đứa trẻ chết cùng một lúc. Xưa nay làm gì có cái chuyện mà trùng hợp vậy. Thằng thì chết treo, con nhỏ thì chết đuối. Trời ơi, chắc trời phạt dân làng mình rồi. Giống như là bị đòi mạng vậy đó. Thôi ai về nhà nấy cúng kiến cho kỹ để giữ mạng đi. Thôi tôi đi nha. Thôi tôi cũng về chị luôn. Chị ơi, lấy cho em giấy tiền vàng mã. Có liền. Hồi sáng giờ tôi bán toàn thứ này không à. Dạ. Ý của dì hay đó. Mình phải lo cúng kiến trừ tà, hoặc là chúng ta phải đi xin bùa bình an. Bùa bình an hả? Ủa, hai chú có biết bùa bình an bán ở đâu không? Chị ở thôn này mà chị không biết. Tụi tôi cũng đang đi kiếm nè. Đúng rồi. Nè. Cái này nhìn thấy lạ quá, tôi không biết thỉnh ở đâu nữa. Thôi, không mấy, có gì hai chú hỏi bả giùm nha. Gì à? Đầu để coi. Có biết cái này thỉnh ở đâu không? Bùa này lạ nghe. Đúng rồi, đó là một loại bùa chú của một giáo phái kỳ bí sống ở trên núi, ở vùng biên ải phía Tây á. Đi hướng này hả? Thứ này hiếm lắm nha, mà cũng độc nữa đó.
Nếu mà muốn hiểu rõ về nó thì hãy tới gặp ông thầy á. Ông sống ở cái am cuối làng này nè. Ông rành chuyện này lắm. Dạ. Hồi nãy á, ông có ghé ở đây mua một đống vàng mã này nè. Ông đứng nói chuyện một hồi luôn á. Nè nè, bây giờ tôi chỉ cho. Đó, đi cái hướng đó đó. Nè, tôi trả nè. Dạ. Nè, tại gì nha. Vậy đi ha. Thưa phu quân. À, Cục Nhi. Sao chàng chưa chịu đi ngủ nữa? Ta không thể nào chợp mắt được. Vụ án cứ xuất hiện trong đầu của ta. Mời chàng. Phu quân, chàng có tin tên thân chủ giường là thủ phạm không? Quan huyện đã tìm được ở giường nhà hắn tang vật mà hắn đã tàn trữ của bọn cướp, nhưng mà không thấy gì khả nghi ngoài cái vòng đeo tay của bé trai rớt lại ở giường. Có thể là bé trai đã bị rớt mấy ngày trước, lúc xảy ra vụ án, khi vào giường hái trộm. Nhưng tại sao lại trùng hợp khi hắn tên là Thân, làm cho người ta liên tưởng đến dấu hiệu con khỉ trên miếng vàng? Làm thiếp cứ tưởng là đã tìm ra đúng thủ phạm rồi chứ. Vậy thì những người còn lại tên Thân ở trong thôn, quan huyện có điều tra thêm được gì không hả chàng? Hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm, không liên quan đến vụ án. Điều tra manh mối hầu như bị tắt. Nếu vậy, ta đành phải lật ngược lại những khám nghiệm ban đầu của hiện trường để xem ta có sai sót gì hay không. Ta cũng đang suy nghĩ đến điều đó. Điều làm cho thiếp suy nghĩ hoài không ra là chuyện treo đứa bé lên cây với những thứ xung quanh rất là kỳ quặc. Tại sao lại đeo miếng vàng kia lên ngực nó? Tại sao lại dùng dây màu đỏ để treo đứa bé lên cây? Tại sao lại có một thao nước ở dưới đất nữa? Chắc chắn là có gì đó liên quan những vật đó lại với nhau. Tại sao khi treo bé trai lên, tại sao hung thủ lại đi tới đi lui giẫm nát quanh khu vực đó? Có thể là cúng tế lại lục, cho nên mới để lại những dấu vết đó. Nhưng mà tại sao lại treo lên tại cái cây đó, ngay khu rừng đó sau khi chết? Vậy thì hiện trường xảy ra vụ án là ở đâu? Ai là đến giờ này vậy chứ? Nàng ra xem đi. Dạ. Chú công tử. À, chào phu nhân. Hổm rài, công tử đi đâu mà không thấy? Giờ này mới về chắc cũng đã mệt rồi. Mời công tử qua uống miếng nước đã. Dạ, mời công tử. Thật ra mấy hổm rài cậu cháu tôi đi vắng cũng là lần theo dấu vết của vụ án mà đại nhân đang tra án. Vậy sao? Ừ. Mạo muội làm điều đó mà không báo trước với đại nhân thật là thất lễ. Nhưng vì việc còn mơ hồ quá nên không dám báo trước. Đợi khi có chút manh mối quay về hỏi ý kiến của đại nhân. Vậy chú công tử đã tìm ra được những gì rồi? Tôi nhặt được vật này ở gần nơi phát hiện thi thể của cháu bé. Nó được đốt nửa chừng. Công tử nghĩ rằng cái này được đốt tại đó? Dấu đốt còn rất mới, không loại trừ khả năng cùng thời điểm tử vong của đứa trẻ. Và tiểu sinh cũng là lần ra được nguồn gốc của loại bùa này. Đây chính là bùa duyên âm. Ngài khẳng định chắc chắn như vậy sao? Chắc chắn. Ta làm thầy bao nhiêu lâu, không lẽ nhầm hay sao? Muốn kết hợp một đôi thành thân ở dưới cõi âm thì phải đốt lá bùa này lên nó mới hiệu nghiệm. Vậy đôi nam nữ đã chết rồi kết hợp thì mới gọi là duyên âm à? Đúng như vậy. Trên sao thì ở dưới vậy. Trên thì trình làng xóm, dưới thì trình Diêm Vương. Phải trình lá bùa này thì họ mới thành đôi được.
Thầy, bộ ông làm được cái bùa này sao? Sao mà ông rành quá vậy hả? Ta không đủ đạo hạnh để làm bùa này. Muốn thỉnh nó thì phải đi thật xa mới thỉnh được, và gia đình nào thiệt nhiều tiền mới thỉnh nổi. Thì ra chú công tử đã nhọc công đi tìm ra nguồn gốc của cái bùa này. Ta nhìn vào cũng biết rằng đây là một loại bùa khá hiếm, dường như chỉ phổ biến ở miền núi phía Bắc. Nhưng mà ta vẫn không hiểu ý nghĩa của nó. Thưa, chính xác đó đại nhân. Và nó là loại bùa được đốt khi thầy cúng để làm lễ kết duyên âm. Và theo lời của thầy bói thì ta có thể hiểu ra được sự việc vụ án của bé trai bị giết là do muốn kết duyên âm với một bé gái khác. Người ta đã làm lễ kết duyên âm cho hai bé này để xuống dưới có người giai ngẫu. Thật là ghê sợ. Sao họ lại có thể vì một bé gái đã chết lại nhẫn tâm giết thêm một đứa bé khác nữa chứ? Theo lời suy diễn của Chu công tử, tức là nguồn gốc của tội ác này xuất phát từ một tục lệ bất nhân. Động cơ là tìm và giết một bé trai tại vì gia đình nào đó có một bé gái bị chết yểu, cho nên họ đã nhẫn tâm giết chết con trai của anh Tư hòng làm lễ kết duyên âm. Dạ đúng thưa đại nhân. Tại sao họ có thể làm vậy được với một đứa bé vô tội chứ? Ngọc Nhi à, nàng đừng quá xúc động. Những gì ta bàn nãy giờ cũng chỉ là suy đoán thôi mà. Bây giờ chúng ta phải điều tra thêm thì mới biết đúng hay là sai. Nhưng mà manh mối này rất là quan trọng. Ta xin cảm ơn Chu công tử đã cho ta thêm manh mối này. Dạ, đâu có gì thưa đại nhân. Mong góp sức để vụ án được sáng tỏ. Thôi, khuya rồi, hai cậu cháu chắc cũng đã mệt, hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Dạ, chúng tôi xin lui gót. Dạ. Phu quân à, thiếp thấy Chu công tử là một người rất sáng dạ, có tiềm chất làm phụ tá cho chàng trong việc phá án. Khiến xui gặp nhau giữa đường, ông cũng là cái duyên. Biết đâu do trời sắp đặt cho nên mới xuất hiện Chu công tử để gặp chúng ta, có đúng không? Nàng nói nghe lạ tai quá, cứ y như là duyên nợ trai gái tương phùng. Thiếp thấy thiếp nói bình thường mà. Tứ hải giai huynh đệ, bốn phương là bạn bè, gặp nhau được cũng là định mệnh mà, có gì đâu. Có lẽ nàng nói hơi sớm đó. Tiện đường gặp nhau cùng chung chí hướng thì coi như là quá giang một đoạn, có gì đâu mà duyên nợ hay định mệnh chứ. Có thêm một người giúp thêm một tay cũng tốt mà. Thôi trời cũng đã khuya rồi, vợ chồng mình vào trong nghỉ ngơi, sáng ngày mai còn lên công đường để gặp quan quyền sở tại nữa. Anh, chàng cứ vô trước, thiếp ở đây dọn dẹp chút xíu rồi thiếp vô.
tục lệ duyên âm. Tôi cũng có nghe qua chuyện này, nhưng không nghĩ người ta lại dám thực hiện nó trong cái thôn nhỏ bé này. Thật là ghê rợn. Nếu đúng như ta suy đoán thì trong thôn này phải có một đứa bé gái cùng trang lứa với bé trai con Tư bị yếu mệnh. Điều đó thì có. Thật sao? Có một bé gái bị chết đuối, vừa mới nổi lên sau 3 ngày mất tích. Vậy là sự việc có liên quan đến nhau rồi. Chúng ta hãy mau đến nhà của bé gái bị chết trôi đó để hỏi thêm thông tin cho ra lẽ. Dạ bẩm quan, có ông lão cần gặp quan. Cho vào. Con ơi là con, con ơi, con tôi chết. Đó là cha của đứa bé trai. Không biết có chuyện gì mà ông ta hốt hoảng như vậy. À, đại quan đây rồi. Quan ơi, đại quan ơi. Có chuyện gì? Trời ơi, ngó xuống mà coi. Con tôi chết thảm rồi, lại còn bị đào mộ lấy xác nữa. Có ai đau khổ như tôi không nè trời? Ông nói cái gì? Bị đào mộ cướp xác à? Chúng ta hãy mau đến nhà của bé gái chết rồi đó. Nhanh lên. Quang ơi. Quang ơi. Quang ơi. Con ơi. Trời ơi, đừng có khóc nữa. Làm lẹ đi. Dừng lại. Dừng lại. Đến đâu? Nói ra. Dừng lại. Nè, các người muốn gì? Phá tang lễ con gái tôi hả? Làm ơn tránh ra đi. Các ông không thấy con tôi chết thảm như vậy sao mà còn kéo đến đây làm cái gì nữa hả? Tại sao các ngươi lại vội vội vàng vàng hạ quyệt lấp đất nhanh như vậy? Tôi không có ý gì hết. Các người làm ơn để cho con tôi yên được không hả? Ta là quan quyền sở tại ở đây. Ta nghi ngờ các ngươi đang làm hủ tục mê tín, làm trái với đạo lý. Ta lệnh cho các ngươi ngưng ở đây để ta điều tra. Quân đâu? Đạo quyệt lên. Không được. Không được. Không được mà. Ông ơi, các người còn gì để nói không? Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng, xin Hoàng tha tội, tha tội cho con, tha tội cho tôi thân được người đâu? Tha tội. Hãy giải hồi về quyền đường để ta tra xét. Dạ. Hoàng ơi, Hoàng, tha cho con, Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng, tha tội cho con, Hoàng ơi, Hoàng ơi, tha cho con mà Hoàng ơi. Đại nhân ơi, đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Các người khốn hồn hãy mau khai ra, đừng để ta phải dùng nhục hình. Đại nhân ơi, đại nhân, ta mạng cho vợ chồng con đi đại nhân. Ông ơi ông, mình khai thiệt đi ông, chứ mất con tôi đau xót lắm rồi. Chuyện này là sao? Ai khiến các người phải cướp xác bé trai? Xin đại nhân khoan hồng mà tha cho vợ chồng con. Con hứa sẽ khai thật, không giấu ngài điều gì. Chẳng qua là vợ chồng con tin lời của ông thầy pháp, ông nói con gái của con chết trẻ, như vậy là không tốt, cần phải làm lễ tác hợp với một bé trai mới mất. Như vậy á, con của con xuống dưới sẽ có đôi có cặp, kiếp sau con gái con sẽ tốt hơn, không bị yểu mạng, và dòng họ của con sẽ không bị trùng tan. Vợ chồng con biết có một bé trai ở đầu làng vừa chôn hôm qua, nên con mới lén mang xác đi. Đại nhân hãy tha cho vợ chồng con đi. Đại nhân tha mạng. Thật là quan đường mà. Các ngươi chỉ tin vào máy tính.
nên mới làm điều ác. Tội của các ngươi thật là đáng trách. Dạ, tại tụi con thương con quá. Với lại nếu làm như vậy thì cũng không ảnh hưởng gì tới ai hết. Mà biết đâu xuống dưới tụi nó còn có bạn nữa, xin quan tha mạng. Vợ chồng nhà ngươi can tội xâm phạm thi hài người chết, tội không hề nhỏ đâu. Đại nhân, tha cho vợ chồng con đi đại nhân. Tha cho tụi con đi mà. Tha cho vợ chồng con lỡ dại mà đại nhân. Được, muốn ta khoan hồng, hãy nói cho ta biết ngay tên thầy pháp đó đâu. Mình ơi, mình nhớ gì ông mình. Mình nói cho quan biết đi. Nhanh đi mình. Giờ tụi con không biết ông thầy đó đâu hết. Ông chỉ vô nhà bài vẽ vậy rồi đi à. Mà ông còn cho tụi con mấy cái đạo bùa nữa quan ơi. Dạ đúng rồi đó đại nhân. Ông còn nói đúng danh sách, nhà cửa, đất đai, dòng họ của con. Không những vậy, ông còn nói đúng chuyện riêng của vợ chồng con nữa đó đại nhân. Nên tụi con mới tin lời đó. Vậy hắn có đặc điểm gì nhận dạng hay không? Ông ơi. Dạ thưa đại nhân, hắn vừa mập mà còn vừa lùn nữa đại nhân. Đúng, đúng rồi đó đại nhân. Đại nhân, tha cho vợ chồng con. Dạ, đi đại nhân. Dạ, xin đại nhân tha mạng. Bọn họ đã khai nhận tội. Tôi sẽ chọn ngày ra công đường để xử tội hai vợ chồng bất nhân kia. Ngu dốt lại mê tín nên mới nghe theo những lời xúi dục bậy bạ của tên thầy pháp đó. Còn nói như vậy để kiếp sau không bị yếu mệnh, gia đình thì lại được giàu có, tôi thấy thật là quan được. Tôi cũng đã truy nã tên thầy pháp ác nhân kia. Chuyện này chưa kết thúc vụ án đâu, đằng sau còn nhiều khuất tất nữa. Ngài nói vậy là sao? Vợ chồng hắn đã nhận tội, nhân chứng vật chứng rành rành như vậy thì làm sao mà sai được? Hai vợ chồng đó can tội quật mồ vì mê tín dị đoan, chứ không phải là thủ phạm để giết chết đứa bé con anh Tư đâu. Trần phu nhân nói vậy là sao? Sau khi xét nghiệm hai tử thi và tính theo giờ tử thì bé trai đã bị giết trước khi bé gái bị chết đuối. Căn cứ vào lời khai của hai gia đình đều xác nhận điều này là chính xác. Như vậy thì không khớp với lời khai của gia đình bé gái kia. Vậy thì ai đã giết chết bé trai con anh Tư? Chắc chắn có ai đó đứng sau vụ này, đánh lạc hướng điều tra, đổ tội cho gia đình bé gái. Đó chính là điều mà chúng ta cần phải điều tra ra chân tướng. Nhưng mà sao vợ chồng này lại... Họ đã bị sai khiến và làm bình phong cho kẻ chủ mưu. Nói rõ hơn là bé trai bị giết chết, nhưng vì sợ bị phát hiện cho nên hắn đã ra tay thêm một lần nữa, giết chết bé gái, rồi bày cách cho cha mẹ bé gái làm theo hủ tục, không đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Chờ 3 ngày sau khi xác bé gái nổi lên thì mọi chuyện tính toán theo dự liệu, trút hết tội lỗi lên đầu của hai vợ chồng này. Đúng là một kế thật thâm sâu mà ác tâm quá. Chắc chắn tên thầy bói cũng có liên quan đến vụ án này. Giờ chúng ta hãy tập trung truy cho ra được tên thầy bói giả dạng này. Mọi việc bắt đầu từ đó. Thưa phải, hai vợ chồng nhà này cũng vì thương con mà mù quáng nghe theo lời xúi dục. Còn tên chủ vườn, đại nhân có cao kiến gì không? Y ta cũng vô can trong chuyện này. Vậy tôi sẽ xử phạt hắn tội chứa đồ gian ở trong nhà. Bây giờ chúng ta chỉ còn manh mối là tên thầy bói giả dạng này. Tuôn người ra tìm cho bằng được hắn. Dạ mẹ. Chè mẹ nấu vừa xong, hai con ăn đi. Con cảm ơn mẹ. Trần Trung à, con xem tình hình như thế nào? Hay là mình hãy giao lại vụ án này cho quan huyện sở tại đi, rồi lên kinh cho kịp ngày. Vụ án này á, bây giờ đang lâm vào bế tắc,
Không lẽ mình phải chờ tới kết thúc phá án mình mới về kinh sao con? Con biết rằng chiếu chỉ của hoàng hậu là tối thượng, nhưng nếu vụ án này không được sáng tỏ, con thấy trong lòng không an khi lên kinh mẹ à. Hình ảnh của bé trai bị treo lên cành cây như một vật tế thần, cứ ám ảnh thiếp mãi. Hãy cứ nằm xuống nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện ra. Nó khiến cho mình không thể nào quên được. Ta có thể giao lại vụ án này cho quan quyền sở tại để lên đường về kinh theo chiếu chỉ. Nhưng ta thấy có điều gì đó khuất tất đằng sau vụ án này. Kẻ chủ mưu còn nằm trong bóng tối, một trò hủ tục mê tín dị đoan quái đản, nhẫn tâm giết hại hai đứa trẻ cùng một lúc. Nếu ta không ra tay điều tra cho đến cùng để lôi kẻ chủ mưu quỷ đội lốt người này, thì không biết còn bao nhiêu đứa trẻ bị hại nữa. Lưới trời lồng lộng, tuy thương nhưng mà khó thoát. Thiếp tin chàng sẽ tìm ra được kẻ chủ ác, để đứa bé không chết oan uổng, hơn nữa sẽ ngăn chặn được tội ác, để không còn những đứa trẻ vô tội khác bị chết oan uổng như vậy. Ta cảm ơn nàng. Hai con đồng thanh đồng thủ quá, coi như mẹ chưa nói gì nha. Thôi mẹ vô ngủ đây. Mẹ. Thôi chết rồi, chắc là mẹ giận vợ chồng mình. Không sao đâu. Mẹ tuy hờn mát nhưng lúc nào cũng âm thầm ủng hộ ta trong những lúc mà ta khó khăn và bế tắc. Phu quân, chàng có niềm tin phá vụ án này không? Ta hứa với nàng sẽ nhanh chóng phá án này trong nay mai. Vụ án nào dù thủ phạm có xảo quyệt đến đâu, chắc chắn cũng sẽ sơ hở, và ta nhất định bắt hắn trừng trị thích đáng. Thiếp tin ở tài trí của chàng. Chu công tử. Đại nhân. Sao khuya rồi mà Chu công tử chưa ngủ? Tiểu sinh muốn ra ngoài đi dạo một chút. Còn đại nhân, chắc là ngài đang bận tâm về vụ án của hai đứa trẻ. Đúng rồi. Công tử cũng quan tâm vụ án đó hả? Vì hung thủ đã ra tay rất là tàn ác, tôi cũng như tất cả mọi người đều nôn nóng sớm tìm ra hung thủ. Nhắc mới nhớ, sao Chu công tử lại biết lá bùa đốt vợ đó là dùng để làm lễ cúng kết duyên âm? Khi mà nhặt được lá bùa, tiểu sinh bèn lân la ra các hàng đồ mã, và họ đã chỉ tôi đến nhà một ông thầy pháp, và chính ông ta đã giảng giải ý nghĩa của nó cho tôi. Thầy pháp? Ừ. Ông ta ở đâu? Ở cuối làng, ở đó cũng khá là hẻo lánh. Ông thầy pháp đó có đặc điểm gì? Công tử có quan sát không? Cũng bình thường thôi. À đúng rồi, hắn lùn và mập. Là hắn. Thì ra người mà xúi cha mẹ của bé gái đào xác lên để làm lễ kết duyên âm chính là ông thầy pháp đã chỉ dẫn công tử theo hướng này. Hai tên là một. Ý của đại nhân nói hắn có ý à? Ta đoán không lầm. Hắn cố tình hướng công tử theo hướng này. Đằng sau hắn có một bàn tay đang sắp xếp tất cả mọi chuyện nhằm đổ tội cho người khác. Chú công tử. Hả? Ngày mai chú công tử dẫn ta đi gặp tên thầy bói đó được không? Dạ được. Chính là tên này. Nguy rồi. Hắn đã bị hạ thủ rồi.
Ai đã làm chuyện này? Nói cho ta nghe, ai đã làm chuyện này? Ai? Ai đã giết ông? Chúng ta đã tìm gần như hết kho sách rồi mà vẫn không biết thuật nuôi hồn là gì. Ta nghĩ hay đây là một cái hủ tục gì đó, nhưng mà tại sao trong sách xưa không hề ghi lại? Có thể nó chỉ tồn tại dạng truyền khẩu trong dân gian thôi. Nhưng mà chắc là ngài nghe rõ những gì hắn nói không? Trước khi tên thầy pháp đó chết, ta nghe rõ ràng hắn nói là thuật nuôi hồn. Tuy là chúng ta không bắt được kẻ đứng sau lưng thuê hắn làm, nhưng dù sao chúng ta cũng phải tìm ra được thuật nuôi hồn. Đó chính là manh mối duy nhất mà ông thầy pháp đó để lại. Ừ. Công tử, qua đây xem nè. Phu quân, cha dùng trà đi. Cảm ơn nè. À, Ngọc Nhi à? Dạ. Nàng lại đây. Nàng ngồi xuống đi. Đây chính là, đây, nàng coi đi. Dạ, các vị cho hỏi, các vị có biết thuật nuôi hồn là gì không? Dạ, không biết. Dạ, dạ, đa tạ. Dạ, chú hai có biết thuật nuôi hồn là gì không? Ờ, tôi không biết. Dạ, đa tạ chú hai. Con chào thím. Dạ, thím ơi, thím cho con hỏi, thím có biết thuật nuôi hồn là như thế nào không hả thím? Không, tôi không biết. Dạ, đa tạ thím rất nhiều. Dạ, huynh đài cho hỏi, huynh đài có biết thuật nuôi hồn là gì không? Tôi không biết. Dạ, đa tạ. À, dạ, huynh đài à, huynh có biết thuật nuôi hồn là cái gì hay không? Không, tôi không biết ông ơi. Dạ, đa tạ huynh. Chào thầy. Mô Phật. Mô Phật. Dạ. Dạ, chào con chào chủ. Thầy. Thầy cho con hỏi thăm, thầy có biết thuật nuôi hồn gì không thầy? Dạ, thưa thí chủ, tôi không biết. Dạ. Dạ. Mô Phật đa tạ thầy. Dạ. Thank you.
Mẹ. Mẹ. Chào phu nhân. Mẹ có mệt không? Nè, các con vẫn còn đang lục lọi để tìm hiểu thuật nuôi hồn hả? Dạ. Mẹ thì mẹ chịu thua rồi, chẳng ai biết thuật nuôi hồn là gì hết đó. Chắc là mẹ vất vả rồi. Mẹ, mẹ uống miếng nước đi, rồi vô tắm rửa nghỉ ngơi. Con pha nước tắm sẵn cho mẹ rồi. Cảm ơn con. Về rồi hả? Thưa đại nhân. Sao rồi? Dương Võ, dạ, Minh Hữu, hai người có thu được kết quả gì không? Chúng tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng mà vẫn hoài công vô ích. Chúng tôi đã quá mọi gối chồn chân rồi, mệt mỏi quá rồi. Dạ, tiểu nhân cũng như vậy, không tìm được tung tích gì hết. Vậy thôi hai người vô nghỉ sớm đi, ta còn phải đọc hết số sách này nữa. Dạ, dạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Thôi, mẹ cũng vô nghỉ ngơi chút đã. Dạ. Hai người đi đâu mà có vẻ mệt quá vậy? Chuyện đại sự, biết gì mà hỏi. Không phải như con cóc tối ngày ở trong xó giống như nhà ngươi đâu. Sướng thiệt chứ. Thì đúng rồi, đâu có khổ như huynh đệ tụi mình. Trời ơi, thuật nuôi hồn, ba cái chữ này nó ám ảnh huynh đệ mình suốt ngày. Thuật nuôi hồn, thuật nuôi hồn. Bây giờ ăn uống ngủ nghỉ gì cũng nghĩ tới cái từ thuật nuôi hồn. Mà rốt cuộc thuật nuôi hồn là cái gì đây? Thì là thuật nuôi hồn chứ gì. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi đừng có tài lanh. Không lẽ ngươi cũng biết về thuật nuôi hồn? Dĩ nhiên, thuật nuôi hồn là tà thuật mà ở quê ta đứa con nít nó cũng biết mà. Tráng sĩ, tráng sĩ nói thiệt không? Thiệt. Đại nhân, Ngọc Nhi. Chuyện gì vậy? Hai người xem nè. Thuật nuôi hồn. Ngươi đọc cho ta nghe đi. Trong sách này có ghi rõ, thuật nuôi hồn là một hủ tục mê tín xuất xứ từ phương Bắc. Khi có một người sắp chết thì giết lấy một đứa trẻ rồi treo nó lên cây, bày biện làm lễ ngũ hành, rồi thu linh hồn của đứa trẻ vào một cái tỉnh. Sau đó đặt cái tỉnh dưới giường người bệnh và luyện phép thêm một tuần nữa. Tinh lực của đứa trẻ sẽ giúp cho người bệnh kéo dài sự sống, trường sinh bất lão. Như vậy là ta đã hiểu rồi. Những gì mà treo trên người của bé trai đó chính là ngũ hành. Miếng vàng treo trên người của bé trai là kim, sợi dây đỏ tượng trưng cho quả. Và cái thau nước đặt dưới chân là thủy. Còn mộc là treo đứa trẻ trên cây, và dưới đất là thổ. Thật là kinh khủng. Tôi được sinh ra ở miền ngược phía Bắc. Năm đó tôi 12 tuổi, nạn đói hoành hành, cho nên tôi trôi dạt gặp được nhà họ Vũ, nhận làm người ở và đi hầu tiểu thơ. Tiểu thư nào? Không, tại tôi nói nhanh quá nên nói sai. Là hầu tiểu chủ, là công tử tôi bây giờ đó. Thôi được rồi, kể tiếp đi, nhanh. Nè, chẳng lẽ đệ tin lời tên tiểu đồng này sao? Không tin thì tôi không kể nữa. Ngươi Quỳnh, ngươi kể đi, mọi người đang chờ nghe nè. Thuật nuôi hồn là gì? Thuật nuôi hồn chỉ là lời đồn thôi, nhưng mà theo tôi biết á, là một số người giàu vẫn lấy lúc làm. Đó là khi họ có một người nào đó sắp chết, họ sẽ giết đi một đứa trẻ, rồi treo đứa trẻ đó lên, bài biện làm lễ với đầy đủ ngũ hành, sau đó tịch thu linh hồn của đứa trẻ vào một cái tỉnh. Sau đó đặt cái tỉnh dưới giường người bệnh và luyện phép thêm một tuần nữa. Tinh lực của đứa trẻ sẽ giúp cho người bệnh kéo dài sự sống, trường sinh bất lão. Hễ đàn ông thì giết bé trai, hễ đàn bà thì giết bé gái. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng tìm được cái gọi là thuật nuôi hồn. Trời ơi, tà thuật gì mà tàn ác ghê rợn dữ vậy? Đúng là một tội ác kinh hoàng, núp bóng mê tín. Đây chính là tội ác mà tên thầy Pháp trăn trối trước khi chết. Chắc chắn là có liên quan đến đứa bé chết và kẻ chủ mưu. Ta hiểu ra rồi. Hèn gì lúc khám nghiệm hiện trường có rất nhiều dấu chân giẫm nát khu vực xung quanh đó. Đó là dấu chân của tên thầy Pháp cúng kiến nhảy múa tới lui,
tạo ra nhiều dấu chân cho nên không nghe hàng. Như vậy có phải là tên thầy pháp đã chết? Chuyện này phải điều tra mới biết được. Vậy còn dấu hiệu con khỉ trên miếng vàng thì sao? Thường khắc hình con vật 12 con giáp. Người ta thường khắc con giáp tượng trưng cho tuổi của mình. Như vậy liên can tới cúng kiến bùa chú, ta có thể suy ra chủ miếng vàng này là tuổi Thân. Thưa đại nhân, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cùng với quan quyền sở tại lập tức điều tra xem trong vùng này có những ai đang bệnh nặng thập tử nhất sinh, chú ý những kẻ tuổi Thân, từ đó sàng lọc lại kẻ tình nghi. Tôi đã tổ chức thành nhiều toán quân cùng lúc ập vào kiểm tra từng nhà. Có bao nhiêu người tuổi Thân bị bệnh nặng? Sau khi lọc ra thì tôi đã cho khám xét kỹ ba nhà người này. Một là nhà ông thầy Đồ Mực. Ông này am hiểu sâu rộng, có thể nghe nói tới tà thuật này. Hai là một người nông dân. Có thể vì quá nghèo khổ nên anh ta đã mù quáng, mê muội. Ba là nhà bá hộ Lương. Kẻ này thì rất giàu có khả năng thuê mướn sát thủ. Thưa đại nhân, nhà thầy Đồ Mực không có nghi vấn gì, chúng tôi đã lục soát rất kỹ. Dạ, tên nông dân lại càng không, họ rất nghèo khổ, bị liệt giường đã lâu, lại không có tiền mua thuốc uống. Chúng tôi đã lục soát rất kỹ nhà bá hộ Lương. Ông ta bị bệnh rất nặng, nhưng nhờ giàu có nên vẫn đổ xăm mà cầm cự được. Ngoài giường cũng không có gì ạ.